tiếng sừng sốt của mọi người lúc này lên bổng xuống trầm như thủy triều vậy. Lục đông thâm đứng đờ ra đó, trong đôi mắt khắc sâu bóng hình của hạ chú. Tuy rằng cách cả một biển đầu người, nhưng bóng cô vẫn in dấu sắc nét ở tận sâu nơi đáy mắt anh. Cô cũng đã từng xuất hiện nổi bật như vậy, như một tinh linh giữa đại dương rộng lớn, từng động tác từng cử chỉ đều chạm tới tâm hồn của người khác tối nay cô vẫn đẹp đến mức khiến người ta khó mà rời mắt nhưng vây bọc xung quanh là một bầu không khí lạnh lẽo gần như có thể đóng băng mỗi một góc phòng hội nghị là cái lạnh mang theo cả vạn vật vũ trụ tới từ trời đất như thanh kiếm quét một đường lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim lục đông thâm anh đau lòng hạ chú chậm rãi tiến lên theo sau cô là nhiêu tôn và nguyễn kỳ có người bảo vệ nghe thấy động tĩnh vội lên đây nhưng bị ép phải lùi xa ba bước không dám lại gần vì ánh mắt sắc lẹm của nhiêu tôn phật nói đời người có bảy nỗi khổ sinh lão bệnh tử oán tăng hội ái biệt ly cầu bất đắc sao giọng cô thanh lạnh cô tiến lên từng bước mọi người phía trước cũng tự động né sang hai bên nhường ra một con đường sao sinh ra là khổ sống đến cuối đời già nuôi yếu đuối chịu đau đớn của bệnh tật dày vò chịu hành hạ về tinh thần lúc chết khổ khi phải tiếp xúc với những thứ mình không hay hoặc oán ghét khổ khi yêu mà phải ly biệt khổ khi không được toại nguyện ý mình sinh lão bệnh từ ta không thể thao túng oán tăng hội ái biệt ly cầu bất đắc há không phải là những nỗi khổ tự mình chuốc lấy the last night là diện mạo vốn có của con người khi sống trên đời muốn được tọa nguyện thì phải sung sướng đến tận cùng, không hỏi dự định, không mong đường về, không còn quá khứ, không còn tương lai. Sinh tử trong khoảnh khắc điên cuồng chí mạng, mỗi ngày đều là ngày tận thế, mỗi một khoảnh khắc đều là giây phút cuối cùng. Trong lúc nói, hạ chú đã đi tới trước mặt mọi người. Nếu số phận đã định đó là một con đường cụt thì chi bằng cứ điên cuồng đến cùng. Các phóng viên liên tục chỉ ống kính về phía hạ chú khi đi ngang qua lục đông thâm hạ chú không dừng bước chỉ để lại cho anh một vạt hương thoảng qua trên cơ thể mùi hương ấy như một sợi dây cực mảnh đột ngột thít chặt trái tim anh một nỗi đau khó mà diễn tả cũng từ đó sinh ra còn có một sự cảm đến chết anh cũng không muốn thừa nhận đang lan ra như cỏ dại. các vệ sĩ tại hội trường cản hạ chú lại bấy giờ hạ chú mới quay đầu nhìn lục đông thâm ánh nhìn này không chút cảm xúc lục đông thâm đè nỗi đau ngâm ngầm trong lòng xuống ra hiệu cho vệ sĩ họ lại lặng lẽ lùi về vị trí của mình ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống người lục đông thâm và hạ chú đương nhiên cả sự xuất hiện của nhiêu tôn cũng khiến tâm lý mọi người thấp thỏm việc cả ba người họ xuất hiện tại đây quả thực khiến người ta tò mò trần du thấy hạ chú đã đến âm thầm thở phào nhẹ nhõm cô ấy quét mắt nhìn thai từ tân và càng tự tin hơn cô ấy nhường lại vị trí đứng sang một bên sản phẩm trưng bày đang ở trong tay hạ chú đây là việc cô đã từng nhờ cậy trần du muốn tráo đổi sản phẩm trưng bày dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người không phải là chuyện dễ dàng trần du cũng đã đánh cực cả tiền đồ để giúp cô rồi thông qua lần điều chỉnh hương cuối cùng lọ nước hoa trong tay tôi đây mới là the last night thực sự sâu sắc hoang vu và cuồng hoan chí mạng hạ chú dơ lọ sản phẩm mẫu đã cầm được trong tay trước khi vào đây ra trước mặt mọi người là một chiếc lọ rất đẹp và nhẹ nhàng bên trong đựng một dung dịch màu tím chỉ riêng màu sắc của nước hoa đã đẹp đến mê người nhưng ngay sau đó cô truyền tay đập thẳng chiếc lọ về phía màn hình tinh thể lỏng thủy tinh va chạm tạo nên một tiếng vỡ chói tai. Mọi người kêu lên sừng sốt chẳng bao lâu sau, trong không khí đã lan tỏa một mùi hương đặc biệt. Mùi hương này thoạt người rất mãnh liệt giống như sóng biển dìm người ta xuống trong khoảnh khắc khiến người ta chờ tay không kịp. Vậy mà, mùi hương đó xoay chuyển rất kỳ diệu, từ sự dữ dội hoành tráng dần dần chuyển sang dịu dàng mê say, giống như một đêm mùa hạ đầy sao, mát mẻ sảng khoái trong lúc mọi người đang cảm thán mùi hương chính của nước hoa đã xuất hiện dài lâu xa xôi giống như khi người ta được đứng giữa chốn hồng hoang ngày đầu khai thiên lập địa không trăng sao không ngày tháng đứng trên cao nhìn xuống mọi thứ mùi hương này cao cấp đến mức khiến người ta nghiện có thể khiến trái tim con người bồng bềnh như dòng nước chảy trôi dưới lớp băng mỏng ngày đông không đóng băng được càng không tan chảy được cứ lao mãi không ngừng sâu xa nặng nề hạ chú dùng một cách thức rất thẳng thắn để khiến mọi người trong hội trường được ngửi thử mùi hương vào lúc các phóng viên đang vắt óc suy nghĩ làm sao để hình dung mùi nước hoa này chỉ có lục đông thâm đứng bất động anh nhìn hạ chú sắc mặt bình thản trong đôi mắt có bóng đen hạ chú có thể cảm nhận được lục đông thâm đang nhìn mình cô ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt anh hỏi một câu tổng giám đốc lục anh hài lòng với mùi hương này chứ thanh âm trong hội trường dần dần im lặng trở lại một tiếng tổng giám đốc lục của hạ chú đủ để khiến các phóng viên nhạy bén bắt được điểm chính. Vốn là một đôi vợ chồng sắp cưới đã công khai, có ai không biết lúc trước lục đông thâm đã tốn bao nhiêu bút mực tự tay làm đèn trời gần như làm rực sáng một nửa thành phố Bắc Kinh. Ai ai cũng nói rằng con trưởng của lục môn đã rung động rồi, bị con yêu nữ hạ chú mê mẩn đến điên đảo thần hồn. Nhưng bây giờ nhìn lại, kẻ ngốc cũng nhận ra vấn đề lục đông thâm trầm mặc lúc này anh cũng không biết phải nói gì có điều một hạ chú quyết tâm tuyệt tình như thế này anh có thể nghĩ đến nhưng không ngờ được rằng mình được chứng kiến tận mắt hạ chú đi từng bước tới trước mặt anh khoảng cách gần trong gang tắc khoảng cách này đã từng là thân mật bây giờ lại xa xôi như cách cả trăm núi ngàn sông cô hơi cụp mí mắt xuống che đi ánh mắt sắc lẹm và bức người vừa rồi rõ ràng cơ thể vẫn tỏa ra khí lạnh nhưng chỉ một cái cúi đầu của cô trái tim lục đông thâm đã giống như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp chặt anh thật sự không định cần em nữa sao cô lẩm bẩm một thanh âm nhỏ bé nhưng có đủ tác dụng phá hủy bức tường trái tim lục đông thâm chỉ cảm thấy mọi cảm xúc bị đóng băng đều đang sụp đổ cô đang ở ngay trước mắt hỏi anh một câu đáng thương như vậy anh muốn ôm lấy cô cứ thế ôm lấy cô mãi, không buông tay. Nhiều tôn đứng ở bên cạnh không nhìn nổi nửa, cắn răng định tiến lên. Cánh tay anh ấy bị Nguyễn Kỳ giữ chặt lại, cô ấy lắc đầu, không cho phép anh ấy hành xử bồng bột. Lục đông thâm không mang tới thái độ dương cung bạt kiếm của nhiều tôn, ngón tay đút trong túi quần âm thầm nắm lại, một tiếng, bé con còn chưa kịp lên tiếng thì hạ chú đã ngẩng đầu trong đôi mắt cô không có lệ càng không có bi thương chỉ có nụ cười khiêu khích lạnh nhạt và một chút trễ diếu lục đông thâm sững người lục đông thâm tôi từng hỏi anh có tình nguyện làm người đàn ông của tôi cả đời này tin tưởng tôi bảo vệ tôi không anh nói anh đồng ý giọng hạ chú rất lạnh lục đông thâm nhìn vào gương mặt cô phải anh từng nói chính anh đã nói với tôi bất luận trước kia tôi đã làm việc gì anh cũng không quan tâm anh nói sau này mỗi ngày của tôi đều là của lục đông thâm anh phải anh từng nói anh hỏi tôi có yêu anh không không phải vì cảm kích cũng không phải vì sùng bái càng không phải vì thói quen chỉ đơn thuần là yêu anh thế nên muốn ở bên cạnh anh lục đông thâm âm thầm cắn răng phải anh chỉ hy vọng cô đã yêu anh thế nên cam tâm tình nguyện dựa dẫm vào anh tín nhiệm anh hạ chú lại bước lên thêm một bước ngẩng đầu nhìn chằm chằm vài mắt anh, nụ cười lạnh tận đáy mắt lục đông thâm, anh còn từng. Nói, chỉ cần là những lời tôi nói ra, anh đều sẽ tin. Lục đông thâm trầm mặc dây lát rồi lên tiếng, giọng rất thấp rất trầm rời khỏi đây đi, đừng làm loạn nữa. Hạ chú nghe xong câu này càng cười lạnh hơn, anh yên tâm, tới đây chỉ để hỏi anh một câu, hỏi rõ ràng rồi tôi sẽ đi, tuyệt đối không làm lỡ dở chuyện tốt đẹp giữa anh và thai tiểu thư. Lục Đông Thâm nhìn cô, nhíu mày rất sâu. Anh nói tôi nợ anh ba mạng, thế nên tôi đã đồng ý ba điều kiện để trả nợ anh. Việc đầu tiên là vào lục môn làm việc tôi đã đồng ý. Việc thứ hai là làm bạn gái của anh, tôi đã làm. Việc thứ ba là làm vợ anh, tôi đã đồng ý. Hạ chú nói dành mạch ngữ điệu bình lặng đến không có cảm xúc. Ngày cầu hôn tôi đã hỏi anh, chúng ta sẽ không chia tay chứ? Anh nói sẽ không. Tôi cũng từng hỏi anh, liệu anh có phụ tôi không, anh nói sẽ không. Nhưng hôm nay tôi hỏi anh, một khi phụ rồi, thì sẽ thế nào? Tất cả mọi người như nín thở, nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Ánh mắt lục đông thâm chưa hề rời khỏi khuôn mặt hạ chú, một khi phụ lòng, tùy em xử lý. Nếu tôi muốn giết chết anh thì sao? Hạ chú cười như không cười. Lục đông thâm không hề do dự, em vui là được. Được giọng hạ chú dứt khoát một giây sau hành động của cô càng dứt khoát hơn cô sờ tay xuống chiếc vỏ da bên hông mở nắp rút con dao phần lan ra nói thì chậm thực ra rất nhanh khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại con dao phần lan đã quẹt một đường sắc lẹm trong không trung ngay sau đó đâm thẳng một cái rất mạnh lên ngực lục đông thâm biến cô bất ngờ xảy đến khiến tất cả đều sững sờ ngay sau đó là những tiếng kêu thét gào rú hỗn loạn thành cả đống vệ sĩ lập tức lao lên trước. Cơ thể cao lớn của lục đông thâm loạn choạng dây lát. Anh cố nhịn đau, khẽ quát đám vệ sĩ, lùi cả xuống. Mũi nhọn sắc bén của con dao phần lan xuyên qua da thịt máu nhanh chóng thấm đậm áo sơ mi. Lục đông thâm mặc chiếc áo sơ mi đậm màu, không nhìn thấy được sắc đỏ kinh người, chỉ nhìn thấy một mảng ướt đẫm vị trí đâm của hạ chú rất tinh tế không đủ lấy mạng người nhưng cũng không phải là một vết thương nhẹ nhàng đủ để khiến buổi họp báo phải dừng lại hẳn toàn bộ hội trường đều phát điên tất cả đều là những người trưởng thành trong xã hội văn minh sao có thể nghĩ sẽ được chứng kiến một màn động giao trước mặt bao nhiêu người như vậy hơn nữa còn là một cô gái khi nhìn lại hạ chú trong ánh mắt cô không phải là sự tàn độc bình thường đôi mắt lạnh lẽo thật sự khiến người ta liên tưởng tới việc thần chết gõ cửa dọa cho một số phóng viên phải bỏ cả máy quay phim rất lâu sau mới run lập cập cầm lên một lần nữa quay về phía hạ chú thai từ tân đứng bên cạnh sợ đến mặt tái nhợt như nến một người được giáo dục tốt như tần tốt tuy không đến mức trở nên điên rồ nhưng cũng cực kỳ hoảng hốt bà hét lên báo cảnh sát gọi cấp cứu nhanh bà đang định lao tới thì nghe thấy lục đông thâm hạ giọng quát mẹ tần tô khựng lại hơi thở dồn dập nhìn chằm chằm hạ chú như nhìn một kẻ thù không được phép báo cảnh sát không cần gọi xe cấp cứu chán lục đông thâm tấm tấm mồ hôi lạnh mặt cũng nhợt nhạt nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn ra lệnh trong lúc nói anh vẫn chỉ nhìn hạ chú chằm chằm con dao này của cô đâm xuống ngược lại khiến anh nhẹ nhõm ánh mắt anh nhìn cô đã có thêm nhiều dịu dàng cô gái của anh người con gái của anh quyết tâm tuyệt tình như vậy là rất tốt nhiều tôn cũng sững sờ ban nãy anh ấy đứng rất gần hạ chú nhưng không thể ngăn cản tình huống này xảy ra từ lúc cô rút dao đến lúc cầm lên chỉ khoảng một hai giây đây là tốc độ gì quyết tâm gì anh ấy biết nếu hạ chú bị ép đến đường cùng thì sẽ rất tàn nhẫn cô chưa bao giờ là một người biết nghe theo số trời, chắc chắn sẽ phải phản kích nhưng cũng không thể ngờ cô tàn nhẫn đến mức này. cục diện nhất thời rơi vào thê bí, ngoài việc thẳng thốt ra, anh ấy còn phải nghĩ tiếp theo đây sẽ bảo vệ hạ chú an toàn rút lui bằng cách nào. nói thật lòng, việc đã đến nước này, bắt anh ấy đoán ra hết mọi suy nghĩ của hạ chú, anh ấy không làm được nữa. anh ấy cũng không ngờ chuyện tình này đã khiến hạ chú cuồng điên như vậy. Ánh mắt hạ chú rời khỏi gương mặt Lục Đông Thâm, nhìn về phía một tần Tô đang phẫn nộ và lo lắng, "Lục phu nhân, tôi từng hứa với bà cả đời này tôi sẽ không dùng mùi hương để hại Lục Đông Thâm." "Hạ chú tôi sẽ không dùng chuyên ngành của mình để hại người." "Mấy thủ đoạn hèn hạ, hạ chú này cũng không thèm dùng. Nếu tôi muốn giết anh ấy thì sẽ giống như bây giờ, dao kiếm sẵn sàng." tần tô giật mình trong lòng hạ giọng cô hạ có lẽ việc điều tra của chúng tôi đã khiến cô oan uổng cô đừng kích động như vậy có chuyện gì chúng ta từ từ nói bà thật sự sợ rằng cô lại vung một dao lên mà nhát sau có thể đâm chúng chỗ hiểm ai mà nói trước được hạ chú yêu hận rất phân minh từ từ nói ư hạ chú cười còn cần phải vậy không cô nhìn về phía lục đông thâm ánh mắt lục đông thâm từ đầu tới cuối không có oán hận không có trách móc Cô cứ thế nhìn sâu vào đáy mắt của anh, bàn tay cầm dao đột ngột rút mạnh. Con dao được rút ra. Lục đông thâm kêu hự một tiếng, khóe miệng giật một cái. Vào lúc mọi người nghĩ rằng cô chuẩn bị bồi thêm nhát nữa chút giận thì thấy hạ chú quay ngược tay chuyển hướng mũi dao. Bé con, hạ hạ, lục đông thâm và nhiêu tôn gần như đồng thời buột miệng. Khi nhiêu tôn lao tới, lục đông thâm càng nhanh tay hơn, một tay túm lấy con dao hạ chú cầm nhưng đồng thời hành động ấy cũng đã chạm vào vết thương của anh trong khoảnh khắc anh yếu đi cổ tay hạ chú dùng lực mũi dao phần lan cứ thế đâm xuống lần này cô đâm chính mình cùng một vị trí với lục đông thâm thậm chí bàn tay lục đông thâm còn phủ lên bàn tay cô cô cũng mặc màu đen nhưng lần này mọi người đã nhìn thấy rõ màu máu đỏ rực dòng máu ấy theo lưỡi dao chảy ra ngoài thấm vào tay lục đông thâm bàn tay lục đông thâm run lên anh đang định ôm lấy cô thì bị nhiêu tôn giành mất anh ấy ôm chặt hạ chú vào lòng đôi mắt long lên như sắp bốc lửa giận dữ gào to em đang làm gì vậy hạ chú em đúng là đồ điên lục đông thâm cảm thấy ngón tay mình như xuyên qua một tầng băng đá là máu của cô lưỡi dao này đâm xuống còn đau hơn cả lưỡi dao đâm vào chính anh anh nhìn thấy đôi mắt cô như thấm băng lạnh muốn ôm cô vào lòng cũng muốn giận dữ mắng cô như nhiêu tôn vậy cho dù cô đâm anh thêm vào nhát cũng được đừng tổn thương bản thân như thế mọi câu nói đều tắc nghẹn trong cổ họng máu của cô khiến anh đau đến không nói nên lời không phải anh chưa từng nhìn thấy máu tươi không phải chưa từng trải qua lúc ngàn cân treo sợi tóc nhưng duy chỉ có máu của hạ chú khiến anh đau tưởng chết sắc mặt anh tái mét, lồng ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng khó khăn lắm anh mới nói lên lời cảnh ninh. Gọi xe cấp cứu, anh hiểu được lưỡi dao ấy sắc bén nhường nào. Cô là con gái, da thịt dày dặn cũng không chịu nổi. Cảnh ninh cũng không cần lục đông thâm nói nhiều, lập tức đi gọi điện thoại. Hạ chú mặc kệ những lời kêu gào của nhiêu tôn, đẩy anh ra, loạn choạng lùi ra sau. Một bước, khuôn mặt cô vốn đã trắng bây giờ vì đau đớn mà càng nhợt nhạt hơn nhưng đôi môi cô thì càng lúc càng đỏ đỏ như máu vậy chán cô cũng bắt đầu túa đầy mồ hôi lục đông thâm giọng cô rất thấp nhưng rất tiệt tình lưỡi dao này đâm xuống chúng tôi không ai nợ ai nữa từ nay về sau anh đi đường anh tôi đi đường tôi không yêu đương không thù hận chỉ làm người dưng sống chết không gặp sự quyết tâm này khiến tất cả mọi người có mặt đều thẳng thốt. Sống chết không gặp, điều này còn khiến người ta tuyệt vọng hơn cả đi vào đường cùng. Cơ thể lục đông thâm lảo đảo dây lát, anh phỏa trống vào ghế khách mời bên cạnh mới có thể miễn cưỡng đỡ được cơ thể, một tay ấn chặt vết thương. Nhưng nỗi đau thật sự không phải do thương tích, lời hạ chú nói còn dữ dội hơn dao kiếm, đâm xuyên qua đỉnh đầu anh, chọc thẳng vào trái tim anh. Cảnh tượng kinh hồn bạt vía này khiến không ai dám thở mạnh. Hạ chú rút dao ra, đau đớn nhưng không nhíu mày lấy một cái. Cô cắn răng, liều mạng giữ vững hơi thở, ném thứ ở trong túi lên mặt bàn, rồi ngay sau đó cũng đâm con dao phần lan lên bàn. Lục đông thâm nhìn qua, lưỡi dao sắc xuyên qua chiếc nhẫn, ghim chuẩn xác sợi dây truyền lại. Là sợi dây ngọc thạch anh tặng cô và chiếc nhẫn đính hôn, cô đã trả lại anh bằng cách ấy cô thật sự làm được rồi, chỉ là người xa lạ, sống chết không gặp. Hạ chú không nói thêm một câu nào nữa, loạn choạng đi ra ngoài. Nhiều tôn thấy vậy cũng khẩn trương dìu phía sau cô, lần này hạ chú không đẩy anh ấy ra. Nguyễn Kỳ đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, không nói gì hết, lập tức đi theo. Khi họ đi ra gần tới cửa lớn của phòng hội nghị. Lục đông thâm quay đầu quát một tiếng, nhiều tôn. Nhiều tôn dừng bước một tay ôm ghi hạ chú. Anh ấy quay đầu nhìn lục đông thâm chầm chầm, một lúc lâu sau mới nói, nhà họ lục các người giỏi lắm, dám lấy chuyện buồn nhất của cô ấy ra để chọc vào nỗi đau của cô ấy, các người đủ tàn nhẫn. Sau đó anh ấy quét mắt nhìn hội trường một lượt cất giọng lạnh lẽo, từ nay về sau, đắc tội với hạ chú là đắc tội với nhiều tôn tôi, tôi xem còn ai dám không màng sống chết, tôi nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Tương đương hết chương 341 tương đương cứ như thế ba người họ rời khỏi phòng hội nghị những người khác vây tới mồm năm miệng mười quan tâm tới vết thương của lục đông thâm lục đông thâm không nhúc nhích cũng chẳng đoái hoài tới những người ấy sau khi quay về anh cứ nhìn chòng chọc lên mặt bàn khách mũi dao đâm sâu xuống ba phân con dao phần lan này là thứ cô thích nhất cô luôn dương dương tự đắc nói với anh không bột đố gột nên hồ dù em có bản lĩnh lên trời xuống đất đi chăng nữa thì vẫn phải có một vũ khí sắc bén cầm con dao này trong tay em có thể lên trời ôm trăng xuống biển bắt cá mập còn có viên ngọc máu anh đã nhìn thấy trong một cửa hàng đồ siêu tầm ở ý kín đáo lặng lẽ chỉ có những người tinh mắt và thật sự hiểu về ngọc mới nhìn ra được giá trị to lớn của nó nhà đầu đó chắc chắn sẽ thích điều kiện tiên quyết là không nói cho cô biết giá tiền còn chiếc nhẫn khi tặng cô anh cũng rất căng thẳng chỉ sợ cô từ chối sợ rằng cô sẽ nói đông thâm em vẫn chưa yêu anh tới mức phải lấy anh bằng được ai ngờ cô lại nói viên kim cương to thế này làm sao mà đeo lục đông thâm chống một tay lên mép bàn móng tay đâm đến đau nhói sống chết không gặp đêm đó trong bầu không khí đượm mùi cà phê cô áp mặt lên ngực anh và nói đông thâm em chỉ còn anh thôi em không sợ rút hết chân tình ra để đối xử với một người thậm chí chọc mù hai mắt để tin tưởng một người nhưng một khi bị phụ bạc em sẽ tuyệt đối không tha thứ anh nói đồ ngốc sao anh đành lòng phụ bạc em chứ sao 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 dư luận đã hoàn toàn bùng nổ đám quần chúng hóng chuyện đều thể hiện thái độ, vào một mùa thu nhiều chuyện như thế này, người ta không thể nào hóng hết được mọi chuyện, thậm chí còn không cần quan tâm tới thị phi của showbiz cũng đã đủ no rồi. Buổi họp báo tung tóe máu của hạ chú trở thành tâm điểm, ý kiến của mọi người không đồng nhất với nhau có người cảm thấy thật sự là đời không thiếu ân oán tình thù có người cảm thấy trong cốt tùy của cô gái này ẩn chứa sự tàn nhẫn có người mắng rằng đây là kết cục của những kẻ thay lòng đổi giả có người phản đối ai dám chắc có thể đi bên ai đến suốt cuộc đời có người cảm thấy hai người này yêu sâu sắc hận tột cùng có người còn tính giúp họ cả ngũ hành bát quái xem họ có tướng phu thê thật hay không vào lúc cư dân mạng đang tranh giành chức anh hùng bàn phím thì không ngờ rằng khoảng thời gian này có vài chuyện đã được định đoạt. Thứ nhất, việc lục đông thâm và thai tử tân có thể sẽ công khai quan hệ hay hôn sự mà người ta vẫn nghĩ đã lặng lẽ bị dập xuống, nói cách khác chuyện này tương lai còn xa xôi. Thứ hai, hành động chủ động xuất hiện tại buổi họp. Báo của thai tử tân khiến cô ấy giữ vững được giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định, hình thành thế đối kháng và cân bằng với thế lực đang âm thầm nuốt chọn cổ phiếu của trường thịnh. Thứ ba là sản phẩm mới của thương hiệu hát bán rất chạy. Việc này thật sự phải nhờ cú đập của hạ chú. Rất nhiều công ty trong quá trình ra mắt sản phẩm mới có lúc thì để phóng viên người thử tại chỗ, hoặc là thẳng thừng gửi thông cáo báo chí cho phóng viên kiểu khiến hội trường ngập tràn mùi hương như hạ chú là chưa từng có cô đập rất kiên quyết mọi người cũng ngửi thấy rõ ràng sản phẩm mới của thương hiệu hát giống như một liều thuốc độc cho thế giới nước hoa khiến người chúng độc trong khoảnh khắc không thể thoát ra những người mua loại nước hoa này đều là nữ giới cho dù là nam giới bỏ tiền ra thì cũng để làm quà hành động của hạ chú trong buổi họp báo không những không khiến người tiêu dùng chùn bước ngược lại càng khiến họ thêm tò mò về loại nước hoa này, nhất thời đơn đặt hàng tới ùn ùn. Cho họ biết rõ đây chỉ là sản phẩm giới hạn, nhưng họ vẫn liên tục đặt trước, mong một vận may rơi xuống đầu mình. Thị trường dường như lúc nào cũng khó kiểm soát như vậy, nhưng cũng lại giống như luôn bị một bàn tay vô hình thao túng, nắm chắc. Dường viễn dựa vào cửa sổ, ôm iPad, bên ngoài là cảnh người xe nườm nượp đèn đường vừa lên cảnh tượng phồn hoa rực rỡ đều bị ngăn cách bên ngoài lớp kính cường lực anh ấy quẹt tay lên màn hình từng bức ảnh hiện trường lần lượt hiện lên chép miệng liên tục đáng tiếc quá tôi đi công tác nên không được xem màn kịch hay này em gái hạ chú của tôi đúng là yêu hận rõ ràng nữ trung hào kiệt mà lục đông thâm chỉ vui đầu vào giải quyết công việc từ sau khi buổi họp báo kết thúc anh cũng chưa về nhà đồng thời từ chối đến bệnh viện anh bảo bác sĩ riêng xử lý vết thương, vậy là xong. Ban ngày làm việc, buổi tối nghỉ ngơi cũng ở ngay tại phòng 3601 của Skyline. Nhưng vấn đề là, cho dù về đến phòng, anh vẫn làm việc, dường như lại trở về với lục đông thâm của quá khứ, cả đêm không ngủ. Anh bỏ ngoài tai những lời nói của Dương Viễn, nhưng tập tài liệu trong tay có vẻ đã một lúc lâu không dở trang nào. Dương Viễn nhìn thấy hết hôm nay lục đông thâm ăn mặc khá thoải mái cổ áo hơi mở có thể nhìn rõ vết thương ở hõm vai nó được băng bó ngày nào cũng thay thuốc một lượt sắc mặt anh cũng không tốt thiếu sự hồng hào so với trước khi dương viễn đi công tác thì anh đã gầy dộc hẳn đi gò má lại càng thêm góc cạnh dương viễn tiến lên đặt thẳng ipad ra trước mặt lục đông thâm lục đông thâm nhìn xuống chính là cảnh hạ chú đâm bị thương chính mình chỉ một cái nhìn như vậy lục đông thâm lại cảm thấy xương cốt khắp người đều đau nhức cô ấy chia tay cậu thật à dương viễn chỉ muốn làm dịu đi bầu không khí qua bí bách này lục đông thâm giơ tay tắt màn hình trầm mặc một lúc rồi hỏi dương viễn người đến bắc kinh rồi chứ đến từ lâu rồi tôi làm việc mà cậu còn không yên tâm à dương viễn dựa vào cạnh bàn chậm một điếu thuốc thằng nhóc đó vừa nghe được chuyện này đã tích cực vô cùng nhảy chân sáo mà tới ấy chứ nhưng Đông Thâm à, tôi thực sự không hiểu, nhất định phải làm tới cùng như vậy sao? Người tuyệt tình không phải tôi." Lục Đông Thâm không nhìn tài liệu nữa, dựa người ra sau ghế. Vết thương lại hơi nhức, sau đó anh liền nhớ tới vết thương của Hạ chú. "Dương Viễn, cậu hiểu tôi nhất mà, trước kia tôi sống ra sao?" Dương Viễn im lặng lại rít mạnh một hơi thuốc. Anh ấy hiểu rõ những ngày tháng trước kia của Lục Đông Thâm như đi trên dây thép mỏng trong tay càng nắm nhiều lợi ích thì khả năng bị người ta đẩy ngã sẽ càng cao ai nói xã hội văn minh là không thấy máu một khi có bóng của máu thì còn đáng sợ hơn giới giang hồ kê cao gối ngủ cụm từ này chưa bao giờ được dành cho người như lục đông thâm hồi nhỏ nam thâm từng bị bắt cóc sau đó cứu được về cũng coi như may mắn nhưng mấy người được may mắn như nó lục thần dương qua đời nhiều năm trước cậu tưởng chỉ là tai nạn à nếu thần dương vẫn còn chắc cũng tầm tuổi nam thâm bây giờ rồi lục đông thâm nói câu này với giọng rất nhẹ cũng giống như bất lực lục thần dương là con cháu con bác của anh cùng thuộc lục môn tuy không phải là người thân trực tiếp nhưng nam thâm và thần dương rất thân nhau nhưng có một ngày thần dương vô duyên vô cớ chết đuối khi đưa được tới bệnh viện cấp cứu thì đã quá muộn thần dương thông minh là nam đinh duy nhất trong nhà vị chú bác kia sau khi nó qua đời chi của nhà đó cũng hoàn toàn mất đi quyền phát biểu trong hội đồng quản trị thậm chí cũng không còn tâm tư quan tâm đến chuyện của lục môn dần dần cũng nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người trên đời này ngoài chuyện sống và chết thì những chuyện khác đều là chuyện nhỏ đứng trước sống chết nói gì cũng không quá có thể bảo đảm mình được sống mới là chuyện quan trọng vì chỉ khi còn sống mới còn cơ hội dương viễn không phản bác lời nói của lục đông thâm lục đông thâm giống như một quái thú trong rừng rậm từ nhỏ đã hiểu rõ quy luật sinh tồn khi thật sự gặp chuyện lớn những suy nghĩ của anh cũng phần nhiều dành cho đại cục khi chỉ còn nửa điếu thuốc dương viễn lên tiếng thế nên việc cổ phần của trường thịnh bị nuốt cậu đã sớm biết kẻ đứng phía sau rồi đúng không lục khởi bạch lục đông thâm không giấu giếm chỉ giơ tay về phía dương viễn dương viễn cố tình làm vẻ không hiểu gì hả cho xin điếu thuốc dương viễn đặt xa bao thuốc bên cạnh ra một chút chẳng phải bác sĩ đã dặn cậu không được hút thuốc nữa sao nói phí lời làm gì nói rồi lục đông thâm giơ tay với lấy bao thuốc không cẩn thận chạm vào vết thương khiến anh nhíu mày vì đau thấy vậy dương viễn lập tức giật trước chỉ rút ra một điếu được 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 đại thiếu ra à cho cậu là được chứ gì cậu nghỉ một lát đi rồi anh ấy nhét điếu thuốc vào miệng anh bổ sung thêm một câu có cần tôi phục vụ châm thuốc không cút lục đông thâm miệng ngậm điếu thuốc cẩn thận lần tìm bật lửa ngọn lửa vừa bén lên thuốc đã cháy dương viễn cũng hiểu tâm trạng của lục đông thâm chắc chắn không tốt người bên cạnh nhìn thấy lục đông thâm thì tim đập chân run ai cũng nói sau lưng rằng lục đông thâm mà im lặng là lúc cực kỳ đáng sợ Bây giờ anh cũng coi như có thể diện, còn được nghe Lục Đông Thâm chửi người nữa. Không dám nhiều lời thêm, anh ấy quay về chuyện chính, xem ra lần này Lục Khởi Bạch định chọc thủng lớp cửa sổ giấy đây. Lục Đông Thâm nhả ra một làn khói, mục đích của cậu ta rất đơn giản, nắm chắc được việc sản xuất thuốc và công nghệ sinh học là nắm được yết hầu của Lục Môn. Tương đương hết chương 342 tương đương Công nghệ sinh học và sản xuất dược phẩm là một trong những chuyên ngành quan trọng của Lục Môn. Ngoài dây chuyền công nghệ sinh học, sau lưng còn là kỹ thuật gen mà toàn cầu đang chú ý, động tới sinh học chính là động vào cả một ngành. Lục Khởi Bạch đã từng thua Lục Đông Thâm trong cuộc chiến giành giật ngành năng lượng, thế nên anh ta chắc chắn sẽ sống chết giữ lấy công nghệ sinh học. Mà đúng vào lúc này, thế lực của Lục Đông Thâm đang trên đà thâm nhập sâu vào công nghệ sinh học. Lục Khởi Bạch có lòng nuốt trọn Trường Thịnh tôi có thể hiểu. Dẫu sao thì con lạc đà gầy nhom cũng to hơn con ngựa. Trường Thịnh có sóng gió bão bùng hơn nữa cũng có gốc gác quốc tế. Nhưng mà, Dương Viễn quay trở lại ngồi xuống sofa, hai chân gác lên bàn uống nước, làm một tư thế bại liệt chán đời bất chấp hình tượng, có thể cắt chuẩn điểm thấp của cổ phiếu Trường Thịnh rồi thu mua ồ ạt gan của cậu ta thật sự khiến người ta phải nhìn bằng ánh mắt khác đấy chẳng có chuyện gì ngẫu nhiên mọi sự trên đời có nguyên nhân mới có kết quả lục đông thâm kéo gạt tàn thuốc lá qua lúc vươn dài cánh tay lại chạm một chút vào vết thương một tay anh kẹp điếu thuốc một tay ấn lên vị trí vết thương để xoa dịu nó dương viễn nhìn thấy hết nhất thời cũng cảm thấy cả lồng ngực đều dấy lên cơn đau sau đó anh ấy mới cảm thấy sợ hãi, nghĩ bụng lúc trước mình rất hay dương oai diễu võ trước mặt hạ chú, dáng vẻ mỗi lần gặp cô như vênh ngược lên tận trời. Cũng may cô đại nhân đại lượng không đâm một dao vào người anh ấy. Thật tàn nhẫn, cô gái này, quá tàn nhẫn, tàn nhẫn với lục đông thâm và cũng tàn nhẫn với chính mình. Về điểm này có thể nói thật sự giống lục đông thâm đến kỳ lạ, có thể nói là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Câu nói tiếp theo của Lục Đông Thâm đã ngắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của Dương Viễn, thương xuyên rơi xuống đất tử vong. Thai quốc cường trúng độc, Hà Tư Nghi ngồi tù, thai tử Tân bị kiểm soát, bây giờ thai nghiệp Dương lại bị phán tội. Một loạt những chuyện này, cậu nói không có quan hệ tôi cũng không tin. Sự tình phát triển từng bước từng bước đến ngày hôm nay, rốt cuộc ai là kẻ đứng sau thao túng thai nghiệp Dương, thậm chí thao túng cả nhà Tạo Hương của Trường Thịnh nhìn là biết rõ dương viễn miệng ngậm điếu thuốc để mặc cho khói thuốc tạo thành những dây mỏng bay ngoằn ngoèo trên đỉnh đầu đôi mắt hơi nheo lại câu nói này của lục đông thâm giống một gáo nước dội xuống đầu lập tức khiến anh hiểu ra ngay sự dây dưa về lợi ích khiến quan hệ giữa con người với con người chẳng qua là sự lợi dụng và bị lợi dụng mà thời cơ có thể lợi dụng là cực kỳ mấu chốt yêu cầu người lợi dụng có một kế hoạch mưu tính chặt chẽ Thai Quốc Cường cắn ngược nhà họ Hà, khiến cho Hà Tư Nghi hận Thai Quốc Cường tận xương tủy, tiến hành hãm hại ông ta bằng mùi hương trong sản phẩm dưỡng da suốt bao năm. Người có thể phối hợp với bà ta chính là Vệ Bạc Tôn sau này qua lại rất thân thiết. Nhìn từ việc này thì sự tình rất đơn giản, chính là Vệ Bạc Tôn này sinh lòng chắc ẩn với Hà Tư Nghi, thay bà ta trả thù Thai Quốc Cường. Nếu tiến sâu thêm một bước thì sao? nhìn từ phản ứng sau này của thai nghiệp dương quá khứ của thai quốc cường và tình hình nhà họ hà anh ta chắc chắn biết hết có lẽ do anh ta tự điều tra ra hoặc có lẽ do chính hà tư nghi tiết lộ tóm lại anh ta đã để mặc thai quốc cường trúng độc chỉ là không ngờ thai quốc cường sẽ chết có lẽ anh ta cảm thấy khả năng cao nhất là khống chế được thai quốc cường xét về tâm lý này thai nghiệp dương thật ra cũng giống với hà tư nghi đều hận thai quốc cường nhưng lại không muốn ông ta chết mà muốn lợi dụng tình trạng còn sống những không thể tự chủ của ông ta để đoạn lấy quyền lợi lớn nhất trong công ty triệt để kìm kẹp thai từ tân nói một cách khác thật ra vệ bạc tôn đã lợi dụng bàn tay của hà tư nghi và sự nhẫn tâm của thai nghiệp dương hạ độc thai quốc cường một cách nghiêm trọng trong tình huống cả hai bọn họ đều không ngờ đến nhà tạo hương của trường thịnh ngoài mặt có vẻ như là người của hà tư nghi nhưng lại gián tiếp kiểm soát thai nghiệp dương vậy anh ta rốt cuộc là người của ai của lục khởi bạch thường xuyên mất mạng người có thể khiến hà tư nghi cam tâm tình nguyện chịu tội chắc chắn là thai nghiệp dương mà trước đó thai nghiệp dương đích thực cũng từng tới tìm thương xuyên đồng thời từ bên trong gây hấn mối quan hệ giữa thương xuyên và skyline nghĩ tới đây dương viễn lại gặp điều khó hiểu nhưng mà thai nghiệp dương rốt cuộc đã nói gì với thương xuyên mà khi đó khiến thương xuyên kiên quyết đòi hủy hợp đồng với skyline dương viễn hỏi câu này hoàn toàn dựa theo trình tự suy đoán của bản thân thế nên vừa lên tiếng đã là một câu hỏi nghe có vẻ không đầu không cuối như vậy nhưng lục đông thâm vẫn hoàn toàn bắt được nhịp chỉ nhẹ nhàng đáp một câu thương xuyên quan tâm nhất là sự sống chết của tả thời chỉ cần khiến cậu ta biết cái chết ấy có liên quan đến hạ chú, cậu ta ắt sẽ phát điên. Dương Viễn dĩ nhiên là một người nhạy bén, hơn nữa chuyện lúc trước anh ấy cũng đã nghe nói ít nhiều. Có rất nhiều manh mối bị đứt khi liên kết lại đã trở thành một bức tranh toàn diện. Anh ấy bàng hoàng tỉnh ngộ, gật gù. Chẳng trách, thai nghiệp Dương chắc chắn. Không có bản lĩnh điều tra ra việc này, phía sau chắc chắn phải có kẻ đầu sỏ sau này thương xuyên hòa giải với Skyline, việc này lại càng không ảnh hưởng được tới dự án phủ thân vương hay việc đại diện phát ngôn cho sản phẩm mới của thương hiệu hát. Thế nên kế hoạch bất thành, thai nghiệp dương dứt khoát làm tới cùng. Ban đầu hạ chú suy đoán không sai, một mực khăng khăng hung thủ chính là thai nghiệp dương. Về sau phía cảnh sát chứng thực điều này, ai có thể mang quỷ tương tới cho thai nghiệp dương? E là chỉ có vệ bạc tôn nhưng vì sao thay nghiệp dương không khai ra vệ bạc tôn có lẽ vệ bạc tôn đã sớm có những chuẩn bị khiến thay nghiệp dương không thể chỉ điểm mình nếu vệ bạc tôn một lòng vì hà tư nghi và thay nghiệp dương thì hiện trường vụ án tuyệt đối sẽ không có quỷ tương xuất hiện vì quỷ tương chỉ cần xuất hiện là sẽ có người chết vệ bạc tôn rõ ràng không một mực bảo vệ tập đoàn trường thịnh vào lúc thai nghiệp dương đang dương dương đắc ý thì gặp nạn lao tù, rơi từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong chớp mắt. Mà người, ngư ông đắc lợi, đã thành lục khởi bạch. Nghĩ như vậy, việc kẻ đứng sau vệ bạc tôn là lục khởi bạch không còn phải nghi ngờ nữa. Mua chuộc vệ bạc tôn, rồi lợi dụng lòng riêng của thai nghiệp dương và hà tư nghi để đạt được mục đích. Tâm tư này của lục khởi bạch quả thật là sâu như biển xem ra khi cậu đón hạ chú từ thương lăng về đây. Lục khởi bạch đã lên kế hoạch rồi. Dương viễn cười khẩy, lục đông thâm khẽ gạt tàn thuốc nhưng nghĩ còn xa hơn, không, từ lúc hạ chú giả thần giả quỷ trong skyline thương lăng là cậu ta đã bắt đầu rồi. Vừa nghe xong câu này. Dương Viễn lập tức ngồi bật dậy, sống lưng thẳng tắp nhìn Lục Đông Thâm chầm chầm một lúc lâu, rồi mới nói, tôi phát hiện người nhà họ Lục các cậu lợi hại thật đấy. Ngoài mặt thì hiền lành vô hại, thực chất thủ đoạn của người này tàn nhẫn hơn người kia, khả năng của người này cao hơn người kia. Lục đông thâm nhìn chăm chăm vào đầu thuốc lá, im lặng. Phải, hồi nhỏ chẳng cảm nhận được gì, sau này lớn lên lòng người đều đã thay đổi. Thế nên, anh chưa bao giờ dám khinh suất vì đối thủ của anh chưa bao giờ là những kẻ ngờ nghịch mà ở sâu trong nội tâm anh thà một mình đối diện với cả bầy sói cũng không muốn liều sống liều chết với người của lục môn có lẽ lục môn đã chịu một lời nguyền dù ghét tranh đấu nhưng vẫn buộc phải cầm vũ khí lên lục khởi bạch ẩn nấp phía sau trường thịnh tính toán từng bước có thể thấy cậu ta hiểu rất rõ về tình hình của trường thịnh dương viễn thở dài một người nham hiểm như thai nghiệp dương mà cũng bị cậu ta chơi đùa trong lòng bàn tay nói chi tới chuyện điều tra hạ chú lục đồng thâm cũng đang lo lắng chỉ không biết lục khởi bạch có thể điều tra được đến đâu giữa đường xuất hiện một cận nghiêm đã phơi bày toàn bộ quá khứ của hạ chú không sót chút nào thậm chí còn điều tra được cả nguyên nhân cái chết của tả thời và quá khứ trong bệnh viện tâm thần mà anh còn không điều tra ra năng lực dĩ nhiên không thể xem thường cuối cùng, anh dựa người ra sau lưng ghế, để mặc cho đầu thuốc lá lặng lẽ bung nở trên ngón tay, cháy rụi, nhưng mong là lục khởi bạch sẽ không có ý đồ gì với hạ chú nữa. Tương đương hết chương 343 tương đương. Dương Viễn nghe được câu này, giật mình thon thót cận nghiêm đã bóc trần hạ chú đến tan nát rồi, bóc tiếp thì còn cái gì? Có chuyện này tôi chưa từng kể với cậu. Lục đông thâm hút thuốc mà tâm tư mơ màng, giống như đang nhìn thấy hạ chú đứng trước mặt anh bịt mũi nhăn mặt anh giơ tay dập tắt nó. Hạ chú từng chữa trị cho bố tôi, là ân nhân cứu mạng của bác trai. Dương viễn thở dài sửng sốt, cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Hà, ba năm trước nếu không gặp được hạ chú tôi đã chết từ lâu rồi. Lục đông thâm khẽ thở dài. Dương viễn bàng hoàng, chỉ tay vào anh, ấp úng mãi không nói lên lời. Sau đó anh ấy vỗ đùi cây đét, sắp xếp lại những ý tư mình muốn biểu đạt, nói một cách khác chính là, bố mẹ cô ấy suýt hại cậu đi chầu diêm dương, còn cậu thì lại được cô ấy cứu. Ông trời ơi, đây là cái thể loại oái âm gì? Vừa dứt lời, một suy nghĩ lại lóe lên trong đầu anh ấy. Anh ấy tiếp tục đập tay cái rầm xuống bàn uống nước. Lục đông thâm bực bội nhăn mày, cậu có thể nói chuyện trong yên lặng không hả? Chẳng phải vì tôi quá kinh ngạc sao? Dương Viễn dập tắt điếu thuốc, đứng lên, tay chống hông đi đi lại lại, rồi hết vò đầu lại bứt tai, sau đó trở về bên cạnh bàn, chống hai tay lên mép bàn nhìn Lục Đông Thâm. "Tôi hiểu ý của cậu rồi, cậu nghi ngờ người đứng đằng sau dự án năm đó là Lục Khởi Bạch. Nhưng nghĩ lại thấy không đúng. Năm đó Lục Khởi Bạch không có năng lực lớn đến vậy chứ." Thỏ tay được sang cả Trung Quốc ánh mắt lục đông thâm tối đi, anh nhấn mạnh từng câu từng chữ, năm đó lục khởi bạch đúng là không có năng lực lớn đến thế. Người thật sự móc nối với hạ vận thành là chú hai của tôi. Lục chấn danh, dường viễn trợn tròn mắt miệng há hốc đủ để bỏ lọt một quả trứng gà. Bố tôi và chú hai tôi tranh giành quyền lực đó mới thật sự là anh em tương tàn. Tuy không thấy máu nhưng còn đáng sợ hơn cả thấy máu năm xưa chú hai tôi chỉ thiếu một bước nữa là ngồi lên được chiếc ghế quyền lực bao năm nay cậu tưởng chú ấy thật sự đã tịnh tâm như nước hay sao dương viễn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát mồ hôi lạnh như bị ép ra qua từng câu nói của lục đông thâm rất lâu không thể thở bình thường trở lại anh ấy hoàn toàn không ngờ được đằng sau câu chuyện tai nạn năm xưa là những âm mưu sâu xa đến vậy cậu điều tra rõ ràng hết rồi sao danh tiếng của hạ vận thành khi còn sống là rất tốt hơn nữa ông ta còn là cấp dưới yêu ái của nhiêu cần hoài dương viễn vẫn không thể tin nổi vết thương của lục đông thâm lại vô duyên vô cớ nhói lên cực kỳ nóng rát nếu cảm nhận kỹ thì nó không giống một vết thương mà giống như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt lại giống như là nhiệt độ nước mắt của hạ chú cô đã từng tựa vào ngực anh mà khóc cô gái của anh rất ít khóc nhưng một khi đã khóc anh sẽ rất đau lòng điều tra rất rõ ràng. Nhiều cẩn hoài hoàn toàn không biết hạ vận thành âm thầm vận hành dự án ở phía sau. Con người ai cũng có lòng riêng, có những người tốt cũng không đọ lại được sự thúc đẩy của thời gian. Lục đông thâm giơ tay khẽ ấn lên vết thương, nhưng chưa biết chừng sau này lục khởi bạch chó cùng bứt dậu lấy dự án tự kinh doanh của hạ vận thành ra để hướng giao về phía hạ chú lục khởi bạch đi từng bước đánh một ván cờ như ý một tay kiểm soát chuyện sản phẩm mới của thương hiệu hát chuẩn bị khiến cậu đánh mất uy tín trước mặt hội đồng quản trị một tay lại thao túng giá cổ phiếu của trường thịnh nhân cơ hội để thu mua làm sao có thể ngờ được hạ chú có thể tạo ra một sản phẩm mới khác trong thời gian ngắn và bán thành công còn thai từ tân lại mượn cậu để ổn định giá cổ phiếu ngoài mặt giống như cậu đang giúp thai tử thân, thực ra chiêu này của cậu là phản công lại thế gọng kìm của lục khởi bạch. Sau khi phân tích xong, sắc mặt Dương Viễn trở nên nặng nề, bây giờ cậu đẩy hạ chú ra chưa chắc đã là chuyện tốt, lỡ như bây giờ cậu ta chó cùng bứt dậu. Bây giờ cậu ta không dám động vào hạ chú đâu. Lục Đông Thâm nhẹ nhàng ngắt lời anh ấy, hôm qua Nhiêu Tôn đã nói thẳng. Hạ chú sẽ tạm thời an toàn hơn nữa thương lăng không phải địa bàn của lục khởi bạch cậu ta muốn động vào thế lực ở thương lăng là quá khó tôi nói rồi hạ chú sẽ là quân cờ cuối khi lục khởi bạch bị ép tới đường cùng thế nên bây giờ cậu ta sẽ không cùng chết bây giờ việc chúng ta cần làm chính là khiến lục khởi bạch tự động bỏ cờ thông qua chuyện lần này ư cậu nghĩ cậu ta sẽ chủ động bỏ cờ lục đông thâm lắc đầu tôi quá hiểu lục khởi bạch cậu ta có một sự nhạy cảm rất mãnh liệt. Chuyện lần này cậu ta sẽ chỉ ngập ngừng. Nhưng dù cậu ta tin hay không tin, tôi đều muốn bảo vệ hạ chú nhanh hơn cậu ta một bước. Chuyện mượn đao giết người lục khởi bạch cũng làm được, hơn nữa còn khiến người ta không nắm được chứng cứ. Nếu cậu ta thật sự muốn đối phó với hạ chú thì hạ chú sẽ đứng bên bờ vực nguy hiểm. Mục đích của cậu ta là lợi ích của lục môn, đằng sau còn có lục chấn danh. Mặc dù bây giờ lục chấn danh tỏ ra giữ tâm hồn thanh tịnh nhưng đằng sau còn có lính đánh thuê. Năm xưa anh gần như chín chết một sống, ngoài việc nhờ ơn của Hạ Vận Thành ra, còn nhờ cả đám lính đánh thuê lén lút nhập cảnh đó nữa. Nếu không lần tìm tới tận ngọn nguồn, anh sẽ không thể điều. tra ra những chuyện này. Thế nên, muốn diệt binh phải phá doanh trại trước. Ba năm trước anh không chết trong tay chú hai, đây có lẽ chính là ý trời. Dương Viễn trầm mặc rất lâu, tôi cảm thấy, chí ít thì hiện tại Lục Khởi Bạch đang tin tưởng. Hạ chú có thể nói là đã dùng dao nói chuyện, nếu ngay cả hành động này cũng khiến Lục Khởi Bạch nghi ngờ thì chẳng phải máu của cậu và cô ấy đều chảy hoài chảy phí sao. Nghe xong Lục Đông thâm sững người, ngay sau đó trái tim anh cũng cuộn trào dữ dội. Sau đó anh nhớ lại lời nói của thai tử tân, hạ chú là một cô gái rất thông minh. Tuyệt đối không thể nhưng dương viễn lại nhất quyết chọc vào nỗi lo của anh chưa biết chừng hạ chú cũng đang giúp cậu thôi thấy sắc mặt lục đông thâm trở nên khó coi dương viễn hắng giọng chẳng lẽ cậu lại không ngờ đến lục khởi bạch không hiểu hạ chú nhưng cậu phải rất hiểu cô ấy chứ phải hạ chú ngang bướng có lúc còn không nói đạo lý nhưng tuyệt đối là một cô gái biết phân biệt nặng nhẹ làm sao biết được khi nào đó cô ấy đột ngột nghĩ thông suốt đâm một dao để giúp màn kịch của cậu diễn đến cùng không thể nào hơi thở của lục đông thâm hơi dồn dập vết thương lại nhói đau dương viễn thở dài thẳng thừng ngồi lên mặt bàn lục đông thâm có lẽ chính bản thân cậu không cảm thấy nhưng tôi thì nhìn thấu hết so với trước đây sự tàn nhẫn của cậu đã không còn triệt để nữa nhất là khi đối mặt với hạ chú Xét về độ tàn nhẫn, thật ra cậu chưa bằng cô ấy. Tuy rằng hôm đó tôi không có mặt tại buổi họp báo, nhưng tôi cũng có thể nghĩ ra được khi đối mặt với Hạ chú, cậu chắc chắn động lòng chắc ẩn. Nếu Hạ chú không quyết tâm làm đến cùng thì màn kịch này sẽ bị cậu một tay hủy hoại. Lần này đến lượt Lục Đông Thâm rơi vào trầm mặc, đáy mắt còn giấy lên sự lo lắng sâu sắc. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi tôi chỉ cảm thấy hạ chú cũng là một cô gái đã trải nhiều sóng gió đáng nhẽ phải rất nhạy cảm với chuyện này mới đúng biết tiến biết lùi biết từ bỏ dương viễn khẽ nhíu mày nhưng tôi vẫn còn một điểm chưa nghĩ thông suốt nếu cô ấy thật sự xuất phát từ khổ nhục kế thì với kế hoạch của cậu cô ấy chắc chắn sẽ không quay về thương lăng nhưng nếu cô ấy quay về đó thật thì sao cô ấy định làm gì trừ phi nhát giao hôm họp báo của cô ấy thật sự là vì đã bị tổn thương đến tận cùng nói tới đây dương viễn lại nhìn về phía lục đông thâm cậu xem đến cậu cũng không phân biệt được là thật hay giả thế nên lục khởi bạch càng không dám chắc dù thế nào mục đích của cậu cũng đã đạt được rồi chỉ ít hạ chú tạm thời an toàn những phân tích như bị mây núi che chặt của dương viễn quả thực khiến trái tim lục đông thâm như bị khuấy đảo loạn lên anh trầm ngâm dây lát rồi nói, thế nên cô ấy bắt buộc phải có mặt tại thương lăng. Anh đã từng vượt bao khó khăn để đưa cô ra khỏi thương lăng, vì lúc đó thương lăng không chứa được cô. Bây giờ thì khác, chỉ cần cô quay về thương lăng cũng là quay về với phạm vi bảo vệ của anh. Cùng lắm thì, có chuyện gì anh cũng biết được ngay lập tức. Thế nên, anh thà rằng thái độ của hạ chú hôm họp báo ấy phải là vô duyên vô cớ, phải là rất tình bạc ý tương đương hết chương 344 tương đương. giường Viễn liếc xéo anh, lát sau nở nụ cười nửa chính nửa tà, "Bây giờ biết sợ chưa?" Lúc trước đã làm gì rồi? Biết trước Lục Môn là một đầm nước sâu, biết rõ những tháng ngày này không khác gì đi trên dây thép gai, vậy mà cậu vẫn không tự giác. Lúc trước cậu không nên đưa hạ chú quay về, tôi khuyên cậu chưa? Nhưng cậu thì sao? Lúc đó cứ như chúng ta vậy, sống chết đòi giữ cô ấy bên cạnh, thậm chí vì cô ấy mà ép một đàn anh giang hồ vào đường cùng. Bản thân mình sống hôm nay chưa biết ngày mai còn chọc vào con gái nhà người ta, cậu nói xem, cậu có thất đức không? Câu nói cuối cùng gần như anh ấy chỉ lẩm bẩm vì lục đông thâm đang nhìn anh ấy chầm chầm, ánh mắt đó lạnh không thể tả. Rất lâu sau, lục đông thâm mới đứng dậy. Dương Viễn Hoàng sợ nhảy vội khỏi bàn, suy nghĩ đầu tiên là Lục Đông Thâm định đấm mình, sau đó nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm, bây giờ anh đang là một người tàn tật rồi. Mà thực tế là Lục Đông Thâm cũng không hành xử thô lỗ, có lẽ thật sự vì còn thương tích trên người. Anh đi dần tới trước khung cửa sổ sát đất, nắm chặt bao thuốc lá trong tay, đứng rất lâu. Dương Viễn lo lắng, âm thầm quan sát cửa sổ một lúc lâu khi chắc chắn nó kín hoàn toàn anh ấy mới yên tâm, không thể nhảy lầu hoặc ném ai đó xuống dưới được đâu. Nhưng lục đông thâm bất ngờ ngồi bệt xuống đất động tác có phần chậm rãi. Ánh sáng trong phòng khách không quá rực rỡ. Có ánh trăng lan tràn hắt vào phòng, dọi lên lớp đá cẩm thạch dưới sàn, nhìn đã thấy lạnh lẽo. Dương Viễn chưa từng thấy một lục đông thâm như vậy. Anh cứ cô độc ngồi ở đó, không nói tiếng nào. Rất lâu sau, anh mới nói bằng một giọng rất khẽ, tôi chọc vào cô ấy vì tôi nghĩ rằng, cho dù sóng to gió lớn đến đâu tôi cũng đủ khả năng để che chắn cho cô ấy. Cô ấy không cần làm gì cả, chỉ cần trốn sau lưng tôi là được rồi. Nhưng tôi không ngờ là những lời phía sau, anh không nói tiếp nữa. Dương Viễn cứ đợi mãi, tưởng rằng anh đã nói xong rồi, nhưng mãi anh vẫn không tiếp tục anh ấy nhìn bóng lưng lục đông thâm không hiểu sao lại giật mình dè dặt hỏi cậu không ngờ được chuyện gì lục đông thâm không quay đầu lại nhưng khẽ cười thành tiếng sau đó lắc đầu anh rút một điếu thuốc trong bao thuốc bên cạnh sau đó ngậm lên miệng một lát không châm lửa rồi anh cầm lấy nó điếu thuốc được xoay qua xoay lại trên ngón tay anh dương viễn giọng anh rất thấp cậu từng thật lòng yêu một cô gái nào chưa chủ đề được thay đổi quá đột ngột nhưng lại không hẳn là không liên quan gì đến câu chuyện hôm nay ngẫm nghĩ một chút dương viễn tiến lên ngồi xuống bên cạnh lục đông thâm nói thế nào nhỉ khắc cốt ghi tâm thì thật sự là chưa toàn là kiểu có thiện cảm ở bên nhau được vài ngày thì chán vậy thì khó trách lục đông thâm thở dài tình yêu là thứ tình cảm có thể khiến con người ta phát điên một người có lý trí đến đâu khi đối mặt với tình yêu cũng phải thỏa hiệp Hạ chú là cô gái anh đã dốc hết tấm lòng để yêu thương. Anh chưa từng nghiêm túc yêu ai, cũng chưa từng dành hết tâm tư để nghĩ về một cô gái, bảo vệ một cô gái như vậy. Khi cô nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt sừng sốt trong phòng họp chất vấn anh vì sao không tin cô, anh rất muốn buột miệng nói rằng, đồ ngốc, sao anh lại không tin em chứ? Chỉ cần là em nói, anh đều tin. Không đành lòng đẩy em đi, càng không nỡ phụ em anh thích em vô cùng cũng yêu em tưởng chết chỉ muốn ôm lấy em không nghĩ gì hết không làm gì cả em nói em thích sự tự do tự tại vậy thì anh sẽ cùng em tự do tự tại chỉ cần là điều em thích anh đều tình nguyện dành cho em nhưng xin lỗi em dương viễn quay người lại hướng về phía anh người ta ai cũng nói càng yêu lâu tình cảm mới càng sâu đậm cậu nói xem cậu và hạ chú trước sau quen nhau chưa đầy một năm phải không có thể có một tình cảm sâu đậm vậy sao? Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này. Lục Đông Thâm không chế rượu anh ấy mà tự cười chính mình, về sau tôi đã hiểu ra. Tình yêu chính là tình yêu. Tình cảm lâu dần đúng là có thể nuôi dưỡng, nhưng tình yêu là tiếng sét ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, yêu tức là yêu, yêu không phân sâu đậm. Dương Viễn nghe được câu này cảm thấy cực kỳ triết lý tuy rằng anh ấy nghe xong cũng chỉ hiểu lờ mờ nhưng lúc này lục đông thâm nói gì cũng thấy đúng tiếp theo cậu định thế nào dương viễn quyết định quay về chuyện chính nói thật anh ấy thực sự không biết thảo luận chủ đề tình yêu với lục đông thâm như thế nào nữa dù sao cũng là cánh đàn ông với nhau thảo luận về nó cứ thấy kỳ lạ sao sao hơn nữa ở trong trái tim dương viễn lục đông thâm có thể nói là một chiến thần đích thực anh ấy thật sự không quen việc nhìn thấy chiến thần của mình ngồi đây đau thương sầu khổ vì tình như một con gà bại trận. Công thức nước hoa bị ăn trộm, thuốc lá của cậu lại bị thay đổi liều lượng, chứng tỏ bên cạnh cậu có nội gián, cậu phải khẩn trương túm cổ nó ra. Lục Đông Thâm đang xoay điếu thuốc chợt khựng lại, sắc mặt dần dần chuyển lạnh dương viễn thừa nhận mình rất đáng đấm bình thường cứ cảm thấy lục đông thâm không cười không nói thì không có tình người nhưng lúc này anh ấy lại thật sự nhớ những lúc lục đông thâm sát phạt quyết đoán thấy anh lạnh lùng dương viễn cảm thấy mới là người anh ấy quen thuộc nhất người tiết lộ công thức nước hoa chắc chắn nằm trong ekip chế tạo hương lục khởi bạch có thể mua chuộc bất kỳ ai trong số họ bao gồm cả trần du dương viễn hỏi lục đông thâm hơi đăm chiêu không có lẽ không liên quan tới cô ấy không thể là quý phi sao có thể cô ta đã lục khởi bạch mua chuộc nếu là cô ta muốn giành được thông tin mới nhất từ ekip không phải là không thể lục đông thâm nghĩ mãi rồi lắc đầu dù có thế nào có người để loại trừ cũng dễ xử hơn chuyện này tôi sẽ điều tra dương viễn nhận trách nhiệm cũng không cần cố tình điều tra sản phẩm mới bán chạy người tiết lộ công thức chắc chắn đang hoang mang mấy hôm nay cậu cứ để ý những người trong ekip tạo hương là được chắc chắn là một nhà điều chế hương không quá nổi bật trong số họ lục đông thâm phân tích một người chưa quá cao lại chưa quá thấp sẽ rất muốn leo lên cao thường vào lúc này sẽ bị người ta lợi dụng dương viễn gật đầu còn về thuốc lá người có thể ra tay tám chín phần là người của phòng thư ký lợi dụng hạ chú không có mặt ở skyline để đổi thuốc dương viễn lập tức nghĩ tới cảnh ninh tới đây lục đông thâm nói cảnh ninh cùng lắm chỉ có thể làm chuyện đăng ảnh lên mạng làm nhiều thêm cô ấy chưa chắc vượt qua được cửa ải tâm lý của mình lúc trước hạ chú có vạch trần cảnh ninh là người của lục khởi bạch dương viễn nhắc nhở anh tôi biết mà lục đông thâm hạ giọng tôi tin những gì hạ chú nói dương viễn chửi thề tên lục khởi bạch này rốt cuộc đã mua chuộc bao nhiêu người người của phòng thư ký cũng chưa chắc đã bị mua chuộc lục đông thâm sửa chữa lại lục khởi bạch giỏi nhất là thấy khe hở thì đâm vào có lẽ khi phòng thư ký cầm bao thuốc cũng không biết đã bị cháo đổi không phải ai cũng có một cái mũi như hạ chú nên không người ra được nhưng bên cạnh cậu cứ giữ một người của lục khởi bạch là quá nguy hiểm phải đuổi cảnh ninh đi mới được dương viễn đưa ra đề nghị lục đông thâm cọ cọ đầu điếu thuốc trong tay lên sàn đá cẩm thạch nói cứ giữ lại vẫn có ích nếu người trong cuộc đã nói như vậy dương viễn hiểu mình có phí lời thêm cũng không ích gì đầu óc của lục đông thâm luôn nghĩ nhanh hơn người bên cạnh người khác nghĩ ra mười bước có khi anh đã nghĩ được một trăm bước rồi Tuy rằng anh ấy không rõ lục đông thâm muốn giữ cảnh ninh bên cạnh để làm gì, nhưng chắc chắn không phải công cốc. Dương Viễn thấy anh cứ cầm mãi điếu thuốc trong tay không hút cũng phí hoài, bèn giật lấy ngậm vào miệng, chậm lửa. Lục đông thâm cũng mặc kệ cho Dương Viễn giật lấy, không lấy thêm điếu khác nữa. Lồng ngực anh cứ như bị mèo cào, không thể yên được. Phẩy chấm chấm, cậu có từng nghĩ rằng nghĩ đi nghĩ lại dương viễn vẫn nói ra suy nghĩ của mình nếu hạ chú bị tổn thương cô ấy sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu thì sao việc hạ chú hợp tác diễn xuất chỉ là suy đoán của anh ấy lỡ không phải thì sao lỡ như hạ chú tàn nhẫn thật thì sao tuy rằng anh ấy suốt ngày oán thán lục đông thâm bị hạ chú mê hoặc đến thần hồn điên đảo cũng thường không khách khí với hạ chú cho lắm nhưng thật ra trong lòng anh ấy vẫn rất thừa nhận hạ chú thời buổi này những cô gái sống rộng rãi phóng khoáng như vậy không còn nhiều nữa hai người họ thật sự chia tay như vậy thì cũng đáng tiếc lắm lục đông thâm thành thật trả lời từng nghĩ dương viễn sững sờ nhìn anh nhưng biết rõ mình có thể sẽ ngã đến tan nát xương cốt còn nhất quyết kéo cô ấy cùng chết theo ư lục đông thâm nhìn về phía ánh đèn xa xa đôi mắt tối như một vũ trụ hồng hoang suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ là khác nhau tôi có thể cùng cô ấy chết nhưng không muốn cô ấy cùng tôi diệt vong tôi chỉ muốn cô ấy được chăm sóc còn về sau này tôi là đàn ông mà đợi cô ấy đến lúc nào chẳng được một người con gái không thể phí hoài tuổi xuân dương viễn hiểu ra đây có lẽ là những tâm sự mà đàn ông và phụ nữ khó thỏa hiệp với nhau nhất khi gặp nguy hiểm đàn ông luôn muốn đẩy người phụ nữ trong lòng mình ra nhưng phụ nữ thì lại muốn cùng người đàn ông mình yêu cùng chung hoạn nạn quyết tâm đó là đáng khen ngợi nhưng một khi gặp phải chuyện sống chết lớn lao điều đàn ông nghĩ đến đầu tiên vẫn là giữ mạng sống cho người con gái của mình thấy anh lại rơi vào im lặng dường viễn cũng không biết nên an ủi thế nào rất lâu sau mới nói cậu ấy à hai bây giờ việc quan trọng nhất là dưỡng thương Vết thương không nông đâu. Em gái hạ chú của tôi đúng thật là. Hai, những tiếng thở dài não nề cứ nối đuôi nhau vang lên. Một lúc sau, cuối cùng lục đông thâm cũng lên tiếng, giọng hơi khàn, Dương Viễn, có phải tôi vô dụng lắm không? Hà, câu này phải trả lời thế nào? Dương Viễn miệng ngậm điếu thuốc, lắc đầu. Anh ấy chưa từng liên hệ từ này với lục đông thâm bao giờ. Tôi nhớ cô ấy quá rồi. Lục Đông Thâm nói câu ấy bằng một tông giọng rất thấp, rất thấp. Nhớ đến nỗi cả cơ thể đều đau đớn, dường như mỗi một tế bào đều đang co rút gọi tên cô, bé con. Tương đương hết chương 345 tương đương. Lục khởi bạch bóp nát chiếc ly đế cao trong tay, rượu vang hòa trộn cùng mảnh vụn thủy tinh dính đầy tay. Lát sau cảnh ninh mới nhìn thấy thứ dính ướt tay anh không chỉ có rượu vang mà còn có máu. Lục Khởi Bạch không có động thái gì, cũng tựa như không biết đau, đứng trước cửa sổ, sống lưng thẳng tắp như cứng đờ. Cảnh Ninh đứng phía sau anh một lúc lâu, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn sách hộp bông băng ra. Không thể oán ông trời, trách người ta, nên mắng nên chửi chỉ có bản thân thôi. Có mấy lần Cảnh Ninh muốn mắng cho mình tỉnh, thậm chí thức tỉnh bản thân. Nếu muốn một người như Lục Khởi Bạch biết thỏa mãn thì trên thế giới này đã chẳng có trắng đen thị phi nữa. Nhưng thấy anh cố nhịn cơn phẫn nộ, hụt hẫng và nản chí, chẳng hiểu sao trái tim cô lại đau nhói. Bên tai cô vẫn vang vọng câu nói của Lục Khởi Bạch, anh thích chị em. Còn nữa, vào một buổi bình minh nào đó, khi sắc trời chỉ tờ mờ sáng, Lục Khởi Bạch như đang nằm mơ, đôi mày nhíu chặt và vầng trán lấm tấm mồ hôi cho thấy ở trong giấc mơ anh đang rất đau khổ. Anh lẩm bẩm ngắt quãng, đừng ép tôi cô mơ màng tỉnh giấc đang định đứng lên thì anh vô thức ôm chặt lấy cô van vì cảnh ninh cảnh ninh đừng đi cô nên hận anh tên ác ma này đã một tay hủy hoại cuộc sống phẳng lặng của cô thậm chí có lúc cô nghĩ tốt nhất đi ra ngoài anh nên bị xe đâm chết sau đó cô sẽ được giải thoát hoàn toàn lục khởi bạch nhìn ra phong cách đang giằng xé giữa cuối thu đầu đông ngoài cửa sổ ánh mắt cũng lạnh như bức tường xám ngậm xương ngay sau đó, anh chợt cảm thấy lòng bàn tay lành lạnh. Anh cúi đầu nhìn xuống. Cảnh ninh đang dùng oxy già rửa lòng bàn tay cho anh. Từng mảnh thủy tinh găm trong da thịt được cô cẩn thận gắp ra, sau đó rửa sạch và khử trùng. Lục khởi bạch đứng đó không nhúc nhích chỉ nhìn cô như vậy trên gương mặt thâm trầm lóe lên chút dịu dàng rất khó phát hiện. Cảnh ninh cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh, lặng im xử lý vết thương cho anh ánh đèn đường bên ngoài tiểu khu chợt lóe sáng. Màu vàng ấm áp được bao bọc trong từng thiết kế đèn lồng bằng sắt trải thành những vòng sáng tròn dọc theo con đường thẳng u tối. Lục khởi bạch có vẻ đã quen thuộc với việc này sau nhiều lần tới đây về đêm. Thì thoảng gặp các cô bác hàng xóm, họ cũng rất tò mò hỏi, sống với nhau bao lâu rồi. Dần già cũng nên tính chuyện kết hôn đi, yêu đương cũng được nhưng đừng yêu lâu quá cậu đó cũng sáng sủa điển trai rất xứng đôi với cháu xử lý xong vết thương khi cảnh ninh quay người rời đi lục khởi bạch liền giữ cánh tay cô lại lực không quá mạnh khác với vẻ hung hăng mọi lần anh chỉ kiểm soát như thế nhiệt độ trên ngón tay thấm vào da thịt qua lớp áo ngủ anh cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn cô trong mối quan hệ giữa hai người lục khởi bạch xưa nay luôn là người đòi hỏi có thể yên tĩnh và dịu dàng như bây giờ quả thực là lần đầu tiên cảnh ninh không nhịn được lên tiếng lục khởi bạch anh dừng tay đi một câu nói khiến sắc mặt lục khởi bạch lại nhuốm một lớp băng anh hơi nheo mắt em đang xem tôi như trò cười hay đang thương hại anh vậy anh và lục đông thâm dẫu gì cũng có quan hệ huyết thống hà tất phải tranh giành người sống kẻ chết như vậy tôi không tranh em nghĩ lục đông thâm sẽ buông tha cho tôi sao? Lục khởi bạch cười khẩy, tôi còn hiểu anh ta hơn bất kỳ ai, anh ta cũng giống như bác trai của tôi, ăn thịt người không nhả xương. Dẫm vào vũng nước đục lục môn này, đừng ai hy vọng có thể rút lui an toàn. Anh không ngờ rằng lục đông thâm lại cảnh giác như vậy, những tưởng còn vướng bận chuyện của hạ chú, chi ít anh ta có thể buông lỏng cảnh giác với trường thịnh. Không ngờ trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực này. Lục Đông Thâm vẫn một tay cắt đứt động cơ của anh. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ có thể thanh trừng thai từ tân khỏi hội đồng quản trị. Bây giờ anh đã rất chắc chắn, chuyện anh ngấm ngầm thu mua cổ phiếu của Trường Thịnh đã bị Lục Đông Thâm biết nếu không anh ta đã chẳng ra tay giúp thai từ tân. Cảnh ninh rằng ra khỏi tay anh, ngước mắt lên, việc ngồi được lên chiếc ghế quyền lực quan trọng đến vậy sao? Em đùa sao? Lục khởi bạch nhìn cô vẻ nực cười, một thứ không quan trọng ai lại liều mạng sứt đầu mẻ chán để tranh giành chứ. Lợi ích còn quan trọng hơn mạng người ư. Cảnh ninh tuy không hiểu quá nhiều chuyện, nhưng việc thai nghiệp dương vô duyên vô cớ ngồi tù, cô luôn cảm thấy không tránh khỏi liên quan đến lục khởi bạch. Em định nói gì? Ánh mắt lục khởi bạch lạnh nhạt. Cảnh ninh nhìn anh chầm chầm một lúc lâu rồi hỏi, nếu có một ngày phải lấy mạng của tôi để đổi lấy lợi ích của anh thì sao? Cô luôn sinh lòng chắc ẩn, hoặc hy vọng có thể nhìn thấy một tia sáng trong lúc tuyệt vọng. Bởi vì càng ở bên nhau lâu ngày, cô càng có thể nhìn thấy những khuôn mặt khác của lục khởi bạch. Có lúc anh sẽ không làm gì cả, chỉ tìm một cuốn sách trên giá sách của cô, ngồi cả chiều trên sofa, cực kỳ yên tĩnh. Ánh nắng chiều hắt lên mái tóc và cổ áo của anh, dịu dàng vô cùng. Lần đó cuốn anh đọc lâu nhất là một cuốn truyện tranh cô siêu tầm, Doraemon. Cô đang nghĩ, nếu anh không phải Lục Khởi Bạch mà chỉ là một người đàn ông rất bình thường thì tốt biết bao. Có lẽ Lục Khởi Bạch không ngờ Cảnh Ninh lại đột ngột hỏi như vậy. Anh sững sờ một lúc lâu, sau đó khóe môi mới ẩn hiện nụ cười, Cảnh Ninh. Tôi thấy em đánh giá quá cao giá trị của bản thân mình rồi, sao sao sao? Thay Nghiệp Phàm uống say khướt khi Trần Du tới quán ba, cả người thay nghiệp phàm đã gục xuống ghế sofa, chìm hẳn trong ánh đèn mờ mờ chớp nháy. Xung quanh còn có đám bạn bè xấu mà thường ngày cùng anh ăn chơi, cũng uống đến ngả nghiêng. Bắp không phải là kiểu quán ba sạch sẽ. Những cô gái tới đây chơi bởi ánh mắt đều rất nhanh nhạy, bàn nào có tiềm lực nhất là len lỏi vào bàn đó. Có hai cô gái ăn mặc nóng bỏng đang ra sức dính vào thai nghiệp phàm. Thai nghiệp phàm dùng sức đẩy họ ra, miệng lẩm bẩm đi ra, bạn gái tôi sắp đến rồi, cô ấy xinh đẹp lắm, xinh hơn các cô. Trần Du tiến lên, không nói không rằng túm lấy tay thai nghiệp phàm, đau tới nỗi anh kêu lên inh ỏi. Hai cô gái kia thấy vậy vội chạy tán loạn. Thai nghiệp phàm tuy say mơ màng nhưng vẫn nhìn rõ Trần Du. Anh mừng rỡ ngồi dậy ôm chặt lấy cô, em tới rồi, anh còn tưởng em không cần anh nữa trần du thật sự muốn giả vờ không quen biết anh nửa tiếng trước anh gọi điện thoại cho cô khóc dưng dức đại ý là con người sống quá mệt mỏi khiến trần du sợ hết hồn không dám khinh suất lỡ xảy ra án mạng thật thì phải làm sao vì chuyện sản phẩm mới trần du cũng đã lạnh nhạt thai nghiệp phàm không ít ngày khi phòng thực nghiệm đóng cửa Thay nghiệp phàm gần như cách vài ba hôm lại tới đợi bên ngoài, thậm chí còn chuẩn bị cả nước và lương khô, khiến mấy người khác cảm thấy không đành lòng, tạm tạm thế được rồi, và lại chuyện này cũng đâu phải do cậu ấy gây ra. Một cậu chủ ăn sung mặc sướng từ nhỏ mà chạy tới đây tự chuốc lấy nhục nhã như vậy thật không dễ dàng gì. Thật ra Trần Du cũng thương, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ, không được tôi phải thể hiện rõ lập trường của mình với hạ chú cái ôm của thai nghiệp phàm rất chặt chẽ suýt nữa khiến trần du không thể thở nổi mấy anh chàng uống say nghiêng ngả bên cạnh cũng đã có ý thức lần lượt nhìn về phía thai nghiệp phàm và cười cậu chủ thai gái của cậu đấy à cũng đứng đắn nhỉ thai nghiệp phàm lảo đảo tiến lên lần lượt đá bọn họ gái cái gì mà gái ăn nói sạch sẽ một chút bạn gái của tôi đây là bạn gái của thai nghiệp phàm này trần du nghe được câu này chẳng hiểu sao trong lòng chợt nóng bừng tương đương hết chương 346 tương đương. Trở về xe, Trần Du không lập tức lái đi ngay. Cô mua một chai nước khoáng rồi đổ vào người thay nghiệp phàm đang nằm bẹp ở ghế sau. Thay nghiệp phàm giật mình gần như tỉnh rượu, sau đó lại tiếp tục mơ mơ màng, màng màng nhìn bốn phía xung quanh, thấy Trần Du đứng ngoài cửa xe, nét mặt khó đăm đăm anh bỗng lắp bắp em. Em tới rồi à, thay nghiệp phàm, anh làm vậy nghĩa là sao? bây giờ trường thịnh rơi vào tình cảnh nào rồi anh tự nhìn lại anh xem thai nghiệp phàm ngây người nhìn cô rất lâu sau đó giơ tay vuốt mặt một lúc lâu sau anh dựa vào ghế xe mặc kệ chiếc áo vest ngoài đã ướt rượt lẩm bẩm nói bây giờ anh còn có thể làm gì bố mất rồi mẹ và anh trai cũng ngồi tù rồi bây giờ trường thịnh nếu thai tử tân cũng suy sụp như anh thì chắc trường thịnh sập từ lâu rồi trần du phẫn nộ anh trai anh vào trong đó rồi anh chính là trụ cột còn lại của nhà họ thai nhưng anh đã làm được gì ngày ngày uống rượu mua vui để em gái ở ngoài gánh vác thai nghiệp phàm anh có còn là đàn ông nữa không anh còn mặt mũi ngồi uống rượu thai nghiệp phàm cúi gằm xuống giống như dây cả ủ rũ rất lâu không nói năng gì người đàn ông em thích không phải như vậy Trần Du lạnh lùng, anh cũng biết trước kia em thích lục đông thâm đến mức nào đấy. Là thích diện mạo và tiền bạc của anh ấy ư? Không phải, em thích khí phách của anh ấy, là khí phách đánh không đổ, bại không nản. Đó là sức mạnh khiến phụ nữ sùng bái, là sức mạnh khiến phụ nữ cảm nhận được sự an toàn. Anh nói anh thích em, muốn em làm bạn gái của anh. Thay nghiệp phàm, bây giờ ngày ngày anh say bí tỷ không cầu tiến, có tư cách gì bảo em đi theo anh? Thái nghiệp phàm ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn cô và hỏi, em sẽ đi theo anh sao? Đi theo anh uống gió Tây Bắc à? Trần Du lạnh lùng quát. Không không không, Thái nghiệp phàm kéo cô lại, anh có thể nuôi em, anh có tiền, anh nuôi được em, sẽ không để em chịu khổ. Sau đó ngồi hít gió trời mà sống. Trần Du không khách khí, nhưng cũng không hất tay anh ra, người đàn ông em cần là người có thể cùng em phấn đấu, chứ không phải một phế vật hút máu của gia đình. Thay nghiệp phàm anh không thích làm ăn cũng không sao nhưng anh phải làm một việc gì đó em không quan tâm anh kiếm được bao nhiêu tiền quan trọng là anh tích cực đối mặt với khó khăn khắc phục khó khăn chứ không phải là né tránh điều em quan tâm là thái độ của anh khi làm việc khi bố anh còn sống anh chơi bời lăng nhăng thì người ta cũng chẳng nói được gì bây giờ bố anh không còn nữa chẳng phải anh đang bòn rút sức lực của thai từ tân ư cô ấy không phải lấy chồng à cứ mãi mãi cô độc chiến đấu như thế phải em không thích em gái anh nhưng trường thịnh phải có một người như cô ấy mới được thai nghiệp phàm bị cô nói một thôi một hồi dĩ nhiên vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng rất lâu sau mới mấp máy môi vậy nếu anh phấn chấn trở lại em sẽ theo anh đúng không không phải vì anh là người nhà họ thai mà tảng lờ anh đúng không Trần Du thấy dáng vẻ đáng thương của anh, quả thực vừa giận vừa buồn cười, Hắn giọng nói, em cho anh thời gian một năm, chỉ một năm thôi. Anh cố gắng mà tu tỉnh làm ăn. Em không cần biết anh làm được ra thành tích gì, chỉ cần anh tập trung vào công việc, em sẽ đi theo anh. Nói xong câu này, chính bản thân cô cũng giật mình. Vậy là sao? Trong chuyện tình yêu này cô vẫn luôn nghĩ rất thực tế, sao có thể cho tên phá ra chi tử này một cơ hội chứ? Thật ra hôm nay cô định chấm dứt hoàn toàn với anh, nói với anh rằng, em thật sự chịu không nổi một người đàn ông không chịu cầu tiến. Khi cô hối hận thì đã muộn. Thầy nghiệp phàm túm lấy tay cô, nét mặt kích động, em nói rồi đấy nhé, một năm. Em sẽ cho anh một năm, anh nhất định sẽ không khiến em thất vọng. Tiểu Du, em đợi anh, không được đi theo gã đàn ông khác đâu. Trần Du thấy mình cứ thế bước lên thuyền giặc tức giận dậm chân, Tiểu Du cái gì chứ? Còn có tôm khô chắc sao? Gọi em là Trần Nam Nam, hoặc gọi em là Nam Nam cũng được. Sao tiểu du đồng âm với cá con? Hả? Trần Du là tên sau này em đổi lại, tên thật của em là Trần Nam Nam. Đúng là quái đản mà, trước kia hạ chú liên tục gọi cô là Trần Nam Nam, cô thậm chí còn muốn đánh chết hạ chú. Bây giờ hạ chú không còn ở đây, cô bỗng dưng nhớ những ngày cô ấy gọi mình Trần Nam Nam. Trần Nam Nam, sao sao sao? khi hạ chú tỉnh lại vừa hay nhìn thấy khuôn mặt tưởng Tiểu Thiên sắp dính sát vào mặt mình ngay sau đó thì nghe thấy thằng bé kích động reo lên tỉnh rồi tưởng ra của em tỉnh rồi em đã bảo là chị ấy sẽ tỉnh lại mà mí mắt động đậy rồi một giây sau tưởng Tiểu Thiên đang hứng chí bị một bàn tay túm ra xa là Nhiêu Tôn nhỏ tiếng một chút được không hét cái gì mà hét cô ấy vừa tỉnh lại không chịu được ồn ào vậy đâu em tránh qua một bên đi. Tưởng tiểu thiên bị đẩy đến loạn choạng Nhiều tôn nhân cơ hội ấy ngồi xuống cạnh cô, quan tâm, thế nào rồi? Vết thương còn đau không? Hạ chú cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong khoảnh khắc nằm yên trên giường mà như nằm giữa một nhúm bông. Rất lâu sau, một vài ký ức mới đột ngột xông tới. Cô há hốc miệng nhất thời không phát ra một âm thanh nào, cổ họng đau nhức. Cố gắng gượng định ngồi dậy nhiều tôn thấy thế vội vàng đỡ cô rồi nhét một chiếc gối rộng dài ở sau lưng cô miệng lẩm bẩm cẩn thận chút cẩn thận chút vừa dựa vào bà vai đã nhói đau là nhát dao cô đâm mạnh đó vết thương đã được băng bó và bôi thuốc rồi cô ngước mắt lên vô tình chạm phải hình bóng nguyễn kỳ đứng bên cạnh cửa sổ cô ấy tựa vào đó chỉ đứng nhìn cô không tiến lên tuy rằng cách xa một quãng nhưng hạ chú vẫn cảm thấy nguyễn kỳ có phần lạc lõng Cô nhìn bốn phía xung quanh. Căn phòng này là của Nhiêu Tôn. Bây giờ cô đang ở nhà họ Nhiêu sao? Sao lại tới đây? Nhiêu Tôn nhìn ra được sự nghi hoặc của cô, giơ tay vuốt lại mái tóc rối bời của cô rồi khẽ nói, từ lúc ở hội trường đi ra, em đã ngất xỉu. Tưởng Tiểu Thiên đứng bên díu dít bổ sung, hai ngày rồi đấy ra, chị đã ngủ trọn vẹn hai ngày rồi. Em còn tưởng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ nhiều tôn quay đầu chừng mắt không nói gì thì chết hả tưởng tiểu thiên lập tức im bặt hạ chú dạ ít nhiều có ấn tượng hình tượng trở về xe là cô không còn biết gì nữa đầu óc choáng váng nặng nề nhưng cô vẫn không quên hỏi tưởng tiểu thiên sao em lại tới được đây tưởng tiểu thiên gãi đầu gãi tay ấp a à, ấp ốm a à thì tưởng ra có nạn tưởng tiểu thiên em dĩ nhiên phải khẩn trương tới đây vào núi đao xuống biển lửa quyết không từ nan Hạ chú chỉ mải để ý tới cơn đau trên vết thương, cũng không hỏi nhiều xem tại sao nó biết cô gặp nạn. Thấy vậy nhiều tôn căng thẳng nói, để anh gọi bác sĩ tới xem vết thương ra sao, lại đau rồi phải không? Em nói em có ngốc không hả? Sau câu nói cuối cùng thấy hạ chú nhíu mày, anh cũng không cảm giảm tiếp nữa. Em không sao, một lưỡi dao thôi mà. Năm xưa khi giúp đảm gia tranh giành địa bàn, vết thương trên người còn nghiêm trọng hơn đây nhiều. Cửa phòng bật mở, là Nhiêu Cẩn Hoài và Kiều Chân nghe thấy động tĩnh đi vào. Thấy hạ chú đã tỉnh, Kiều Chân rảo bước tới trước, Nhiêu Tôn thấy vậy cũng nhường chỗ. "Con bé này, không đau à?" Cứ thế đâm vào người mình một dao. "Con không thấy đau nhưng bác còn thấy đau đấy." Kiều Chân ngồi xuống, vừa nói được mấy câu hốc mắt đã đỏ ửng lên. Nhiêu Cẩn Hoài không tiến lên mà ngồi xuống sofa, nhưng rõ ràng đang tức giận, sắc mặt rất tệ hạ chú thấy ấm lòng nhẹ nhàng kéo tay kiều chân qua bác gái con không sao không sao vậy khi nào mới là có sao mấy hôm nay con làm bác sợ muốn chết con nhìn con bây giờ xem mặt cắt không còn hột máu kiều chân vừa giận vừa lo quay đầu quát nhiêu tôn chẳng phải con đi theo sao sao lại để con bé bị thương nặng như vậy nhiêu tôn liên tục xin lỗi vâng 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 mẹ con sai rồi Lòng hạ chú thắt lại hết lần này đến lần khác. Cô liếc nhìn Nhiêu Cẩn Hoài, vừa liếc đã bị giật mình bởi sắc mặt khó coi của ông. Cô đang định quay đi thì Nhiêu Cẩn Hoài lên tiếng, "Từ nay về sau con ở lại nhà họ Nhiêu cho bác không được. Phép đi đâu hết, tương đương hết chương 347 tương đương." Khi tất cả đang vây quanh hạ chú, Nguyễn Kỳ gọi Nhiêu Tôn ra ngoài buổi chiều có nắng thu, nhưng những cơn gió lạnh vừa thổi qua đã làm bầu không khí nhuộm chút lạnh lẽo. Vườn nhà họ nhiêu được cắt sửa vô cùng tỉ mỉ. Màu lá phong đỏ rực, màu lá hòa vàng ruộm trở thành phong cảnh đẹp nhất điểm suyết cho cả khu vườn. Ngay gần đó có một hòn đá thái hồ nặng khoảng vài tấn đứng sững đó, thoạt nhìn giống như hình vạn mã phi nước đại, sống động như thật. Nghe nói ông Nhiêu rất yêu đá thái hồ, siêu tập khắp bên mình mỗi khi có dòng nước chảy qua những nếp nhăn hình thành qua nhiều năm tháng dạn dày, lại vang lên những tiếng róc rách rất êm tai. Nếu hỏi quý hiếm như vậy nơi nào có, hai bên bờ Thái Hồ, thôn Bạch Hiện. Nhà họ Nhiêu đã vượt ngàn dặm xa xôi tới chọn đá rồi vận chuyển đá. Đá Thái Hồ đa phần là đá trắng, đá vàng cực kỳ hiếm gặp. Mà tảng đá đứng trong nhà họ Nhiêu lại là đá vàng nguyễn kỳ đi tới bức tuấn mã thì dừng bước ngẩng đùa ngắm nhìn tảng đá thái hồ này qua làn sương mờ do những dòng nước bắn lên nhiều tôn chỉ coi như ra ngoài đi dạo loanh quanh không nghĩ về hướng nào khác anh ngồi xuống bồn hoa bên cạnh rút bao thuốc ra nhưng anh vừa ngậm điếu thuốc lên người làm vườn đang phụ trách quét tước gần đó đã đi tới lập tức giật lấy chỗ này không được hút thuốc đây là quy định của ông nhà cậu chủ đâu phải không biết đây không phải lần đầu tiên nhiêu tôn bị ăn mắng ở nhà nữa nhất là trong quá trình va chạm với những người làm vườn được làm việc ở nhà họ nhiêu đều là những người có tuổi rất tận tụy và tuân thủ quy định cho dù là nhiêu tôn vi phạm quy định thì họ cũng không nề tình bình thường trách thì trách nhưng khi bị người ta mắng trước mặt nguyễn kỳ nhiêu tôn dĩ nhiên cảm thấy mất thể diện bèn gào lên phía sau người làm vườn đó thái độ gì thế hả còn định làm việc ở nhà họ nhiêu không? Kết quả, người đó hoàn toàn tảng lờ anh, kết cục của điếu thuốc kia là bị dẫm nát một cách vô tình rồi bị ném vào sọt rác. Nguyễn Kỳ quay đầu nhìn sắc mặt đỏ bừng rồi lại chuyển sang trắng bệch của nhiêu tôn. Nếu là bình thường, cô có thể bật cười, nghĩ bụng một cậu chủ kiêu ngạo hống hách như vậy mà ở nhà lại bị người giúp việc chửi đến mức đó cũng coi như hiếm có khó tìm rồi. Nhưng bây giờ, cô không có tâm trạng để cười ánh nắng soi rõ vết sẹo trên trán anh được để lại sau vụ tai nạn lần trước đã biết bao lần anh soi gương và nghiến răng nghiến lợi bà nó chứ vết sẹo này sao không để lại trên mặt lục đông thâm nhưng nguyễn kỳ hiểu anh chưa bao giờ thật sự oán trách cho dù anh là một người bình thường cực kỳ để ý đến diện mạo của mình bởi vì ở trong lòng anh có lẽ vết sẹo này để lại là vì hạ chú Thấy Nguyễn Kỳ cứ nhìn mình chằm chằm, anh ngượng ngập hắng giọng, đám làm vườn này đều là những người giỏi chăm các loại sâm cỏ đặc biệt hiếm có, thế nên được bố tôi chiều đến quên cả phép tắc rồi. Không cần họ điên lên, sớm muộn cũng có một ngày tôi đuổi hết, bắt họ đi uống gió Tây Bắc. Đúng là mấy lời trẻ con, càng tiếp xúc lâu với nhiều tôn, Nguyễn Kỳ càng hiểu tính cách của anh, điển hình của kiểu mạnh miệng yếu lòng. Tôi phải đi rồi, Nguyễn Kỳ khẽ nói một câu. Nhiều tôn những tưởng cô định quay về nơi ở của mình, bèn đút bao thuốc vào túi và nói, không cần về gấp vậy, tối nay ăn cơm ở chỗ bố mẹ tôi đi. Mẹ tôi biết cô thích ăn món gà hạt rẻ nên đã dặn đầu bếp đặc biệt chuẩn bị. Nhiều tôn, tôi nói là tôi phải đi rồi. Nguyễn Kỳ nhìn anh, nói rất nghiêm túc. Nhiều tôn sững người, lát sau đứng lên, nhìn xuống cô và hỏi, cô có ý gì? Đi, đi đâu chứ? bờ môi Nguyễn Kỳ mấp máy, vốn dĩ định nói là đi đâu cũng được, tóm lại tôi không muốn ở đây nữa, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt chất vấn của Nhiêu Tôn, câu buột miệng ấy lại biến thành, tôi phải đi kiếm một chuyến nguyên liệu, thế nên phải rời xa một thời gian. Một lý do nghe rất hợp tình hợp lý, nhưng Nhiêu Tôn nhíu mày, không được cô là con gái, đi kiếm nguyên liệu gì chứ? Sau này đừng làm nghề này nữa, quá nguy hiểm. Nếu muốn làm việc hoa lực đâu phải không có bộ phận phù hợp cô vào thẳng hoa lực chẳng phải là được rồi ư toàn là mấy nguyên liệu tôi từng khai thác rồi thôi tiến đường quen thuộc nên cũng không có gì nguy hiểm bắt tôi tới văn phòng làm một nhân viên công sở tôi không thích ứng được vậy cô có thể anh có thích tôi không nguyễn kỳ ngắt lời anh bất thình lình hỏi một câu như vậy nhiều tôn ngẩn ra nhìn nguyễn kỳ rất lâu không trả lời tôi hiểu rồi Nguyễn Kỳ khẽ nói, thích một người là rất tự nhiên, ở trong ánh mắt xuất phát từ trái tim. Cho dù chỉ là một thoáng ngập ngừng thì cũng không gọi là thích nữa. Khóe môi nhiều tôn khẽ động muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Nhưng Nguyễn Kỳ thì cười khẽ, ngồi lên bồn hoa, tôi thích anh. Nhiều tôn nghe được câu này thì có phần bối rối, Nguyễn Kỳ, tôi anh cũng không cần phải áp lực tôi thích anh là chuyện của tôi nói ra chỉ bởi tôi không muốn cứ giấu giếm mãi khó chịu lắm nguyễn kỳ cười khổ nhiều tôn ngồi xuống bên cạnh cô trầm mặc rất lâu rồi mới nói thật ra khoảng thời gian này tôi cũng từng nghĩ về vấn đề của chúng ta rằng giữ cô lại bên cạnh rốt cuộc là vì lý do gì nguyễn kỳ tôi có thiện cảm với cô nhưng hình như vẫn chưa đến mức được gọi là thứ tình cảm sâu sắc tôi nói như vậy quả thực rất khốn nạn hơn nữa tôi đúng là khốn nạn như vậy nếu hôm nay cô không nhắc đến tôi nghĩ tôi vẫn còn tiếp tục hồ đồ nguyễn kỳ nghe mà từng cơn buồn bã tràn qua trong lòng nhưng nụ cười luôn giữ trên khuôn mặt cũng không có gì thật ra anh nói đúng cả hai chúng ta đều chưa đến mức không có đối phương không sống nổi tình cảm còn chưa sâu đậm đến vậy không chỉ nhiêu tôn nếu bắt bản thân cô nói mình yêu nhiêu tôn đến mức nào thì cô cũng không nói ra được chỉ là thích được nhìn thấy anh, thích được ở bên cạnh anh. Nhiều tôn nhìn Nguyễn Kỳ, trong lòng chẳng hiểu sao lại nhói đau. Trước kia anh không nghĩ nhiều như vậy, cũng không nghĩ sâu như vậy. Anh không gạt Nguyễn Kỳ, thiện cảm chắc chắn là có, nhưng nếu nói phải cho cô một lời hứa hẹn thì anh không làm được, chỉ ít bây giờ không làm được. Tôi không muốn lừa gạt cô, ở trong lòng tôi. Hạ chú vẫn là quan trọng nhất. Ừm, tôi hiểu. Thật ra cô hiểu từ lâu rồi, chỉ là vẫn nghĩ biết đâu lâu dần tình cảm của anh với hạ chú sẽ nhạt dần. Nhưng hôm đó ở buổi họp báo, khi hạ chú đâm con dao ấy xuống, cô nhìn thấy rất rõ. Nhiều tôn chỉ hận không thể đốt một mồi lửa thiêu rụi cả hội trường. Mấy hôm nay anh càng một bước không rời chăm sóc hạ chú. Thấy cô ấy tỉnh lại, anh còn vui vẻ và kích động hơn ai hết người con gái có thể khiến nhiều tôn lo lắng và để ý như vậy chỉ có hạ chú thôi nhiều tôn tôi cần phải ra ngoài hít thở không khí nguyễn kỳ đứng lên cố làm ra vẻ nhẹ nhàng coi như cho hai chúng ta chút thời gian để anh sắp xếp lại tình cảm của mình còn tôi thì học cách coi anh như một người bạn đơn thuần nhiều tôn rất không thoải mái trong lòng không phải anh không nhìn thấy nét cô đơn đằng sau nụ cười của nguyễn kỳ thế là anh càng tự mắng bản thân ích kỳ nguyễn kỳ là một cô gái rất tốt anh đã tổn thương cô rồi cô muốn mắng tôi thì mắng đi hoặc đánh tôi cũng được chỉ là đừng vờ như không có chuyện gì như thế anh càng cảm thấy tội trạng của mình nặng hơn nguyễn kỳ bật cười mắng anh đánh anh không cần thiết từ đầu tới cuối anh chưa hề hứa hẹn điều gì với tôi nhiều tôn tôi không trách anh thật đấy Nghe thấy Nguyễn Kỳ nói như vậy, trái tim Nhiêu Tôn càng thắt lại, lại thêm chút đắng chát, giống như uống phải một ngụm trà đắng vậy, mùi vị không thanh mát mà bí bách. Tương đương hết chương 348 tương đương. Hạ chú cũng khá nghe lời, sau khi tỉnh dậy không chạy lung tung. Nhiêu Cẩn Hoài cũng thực sự nghiêm khắc. Ngoài việc cử người chăm sóc việc ăn nghỉ của cô ra, còn cử hai người theo cô những lúc ra ngoài nhiêu cẩn hoài nói với cô bác biết chỉ hai người này chẳng trông chừng được con nếu con thật sự nhẫn tâm như vậy thì cứ đánh người của bác nhiêu đi đương nhiên cô sẽ không ra tay đánh người của nhiêu cẩn hoài cứ để kệ cho hai người đó theo sát mình nhưng càng yên tĩnh nghe lời như vậy nhiêu tôn lại càng không yên tâm anh những tưởng hạ chú sẽ đau thương tột cùng thậm chí là không ăn không uống anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi tình huống rồi ai ngờ hạ chú làm như chưa hề xảy ra chuyện gì ăn uống đi dạo ngoại trừ việc ít đi nụ cười thì mọi thứ đều bình thường nhiều tôn sợ cô có điều buồn bã trong lòng không muốn nói không nhịn được bèn nói với cô có cảm xúc gì em cứ thể hiện ra ngoài đừng nhịn mãi không tốt đâu lúc đó hạ chú vừa ăn một miếng bánh quế hoa vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nói mọi cảm xúc cần có cũng đã hết sạch sau nhát dao đó rồi bánh quế hoa được kiều chân đích thân làm hái hoa quế của mùa này ăn vào miệng có vị thơm ngọt xưa nay hạ chú rất thích khi cô nói những lời này kiều chân ngồi bên cạnh nghe tim đã vọt lên tận cổ họng sau khi không thấy hạ chú kích động bà mới yên tâm hằn học chừng mắt nhìn nhiêu tôn đúng là không kiểu gì ra kiểu gì nhiêu tôn thực sự bị oan cô là một người tình cảm chân thành nhát dao ở buổi họp báo là việc chắn chắn cô có thể làm được cô đã yêu lục đông thâm dữ rồi, đầy áp việc ai sáng mắt cũng có thể nhận ra, bây giờ tỉnh lại lại bình tĩnh thế này, lẽ nào không kỳ lạ ư? Hạ chú không làm thỏa mãn trí tò mò của anh, hỏi ngược lại, sao mấy hôm nay không nhìn thấy Nguyễn Kỳ? Chồng nhiều tôn có vẻ không mấy tự nhiên, ấp úng nói, cô ấy chê buồn, đi nơi khác chơi rồi. Hạ chú quay đầu nhìn anh có phần đăm chiêu, lát sau không nói thêm gì, chỉ ồ một tiếng, ngược lại kiều chân không yên tâm cô ấy đi một mình hay đi với bạn bè thế con nói xem con lớn từng đây rồi mà một cô gái cũng không trông chừng được chẳng phải đã sống chung rồi sao cô ấy chê phiền hay giận con mà bỏ đi mẹ nhiều tôn thật sự ngứa ngáy tim gan chuyện của con mẹ đừng lo nữa nguyễn kỳ muốn đi anh chẳng giữ lại được quan trọng hơn là anh giữ lại bằng thân phận gì việc giữ hạ chú lại nhà họ nhiêu mới là quan trọng hàng đầu. Nhưng tâm tư của hạ chú anh cũng chẳng đoán chuẩn được bởi vì bình thường cô quá trầm mặc ăn no rồi thì ngồi trong vườn với những người làm, hỏi này hỏi kia. Nhiều tôn quá lo lắng, cuối cùng túm tưởng tiểu thiên. Lại hỏi, tưởng tiểu thiên suy nghĩ thoáng đãng hơn nhiều tôn rất nhiều, khoát tay nói, trời, chia tay thôi mà. Có gì đâu, anh quá xem thường tưởng ra của chúng tôi rồi tưởng gia của chúng tôi đã vượt qua bao mưa máu gió tanh, còn sợ chút gập gành này chắc. Nói thật lòng, nhiều tôn rất phản cảm việc tưởng tiểu thiên một tiếng tưởng ra hai tiếng tưởng ra. Bởi vì anh luôn cảm thấy tưởng ra ở thương lăng hoàn toàn không phải là hạ chú mà anh quen thuộc. Nhưng nghĩ ngược lại, bây giờ anh thật sự hiểu hạ chú sao? Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô vẫn còn là hạ chú mà anh quen biết ư? Chỉ ít đến bây giờ anh không biết cô đang nghĩ gì trước kia sẽ không như vậy thậm chí mấy ngày cô hôn mê anh còn tưởng mình rất hiểu hạ chú càng nghĩ càng thấy phiền anh rất khoát quát tưởng tiểu thiên nhà họ nhiêu là nơi để cậu ở lì đây không chịu đi đấy à một người đàn ông có tay có chân ngày nào cũng ăn chùa uống chùa không biết ngại sao tưởng tiểu thiên xuất hiện vào đúng ngày buổi họp báo xảy ra chuyện cũng không biết lúc trước cậu trốn ở đâu thấy hạ chú ra là cũng ra liền hạ chú hôn mê bất tình nhiều tôn cũng không còn cách nào khác đành kéo cả tưởng tiểu thiên theo. Tưởng tiểu thiên này vì chuyện của đàm diệu minh mà cũng coi nhà họ nhiêu là kẻ thù. Nhưng quái đản là mấy hôm nay tưởng tiểu thiên quan hệ rất tốt với nhà họ nhiêu. Thằng nhóc cái miệng rất ngọt thường xuyên chọc cho nhiêu cẩn hoài và kiều chân cười phá lên tưởng tiểu thiên không chịu lép vế trước nhiều tôn chút nào, có lẽ vì cảm thấy giờ đã có hạ chú chống lưng, ăn nói cũng rất hùng hồn, nếu không phải vì tưởng ra đang ở đây, tôi cũng chẳng thèm ở đây đâu. Chỗ này có gì tốt đâu? Làm sao được phục vụ sung sướng như ở thương lăng? Tôn thiếu, tôi là người quan trọng nhất đối với tưởng ra. Nghĩ lại lúc trước ở Thương Lăng, Gia luôn coi tôi là một vật may mắn của mình, chính vì bây giờ có tôi bên cạnh, Gia mới phấn chấn như thế. Nhiều tôn phiền tưởng tiểu thiên đến nghiến răng kèn kẹt cuối cùng cũng hiểu được thế nào là mời thần về dễ tiễn thần khó. Cũng chẳng phải là anh nhỏ mọn chấp nhặt nó, nếu tưởng tiểu thiên có thể an phận thủ thường, đừng nói là ở đây một thời gian, ở cả đời nhiêu tôn cũng mặc kệ. Quan trọng là tưởng tiểu thiên có ý riêng. Anh không chỉ một lần nghe thấy tưởng tiểu thiên nhắc với hạ chú về thương lăng. Còn động một chút là nói, ra, quay về thương lăng đi, mọi người đều rất nhớ chị hành vi kích động này ác động dương nào. Nhưng tưởng tiểu thiên cũng không cảm thấy mình ác độc mỗi lần bị nhiêu tôn uy hiếp cậu đều nỗ lực tranh luận cho mình, muốn đi muốn ở đó là chuyện riêng của. Già nhà chúng tôi, anh còn có thể can dự vào sao? Nếu thật sự có một ngày già của chúng tôi muốn về thương lăng, anh cũng hết cách. Nhiều tôn tuy tức giận, nhưng câu nói của tưởng tiểu thiên đã nhắm chúng trọng điểm hạ chú tính cách quật cường một khi quyết định việc gì thì mười con trâu cũng không kéo lại được thế nên một khi cô thật sự quyết rời khỏi nhà họ nhiêu anh có thể làm sao cưỡng ép nhốt cô lại chắc người muốn đi chung quy chẳng giữ được anh cũng không thể đánh gãy chân cô đúng không nhiều tôn càng nghĩ càng bực bội thà rằng cô cứ hôn mê nằm đó còn đỡ lo hôm nay hạ chú vẫn ra khỏi nhà không phải đi xa chỉ là ra khỏi nhà một chuyến nhiều tôn biết nên đích thân cử xe của công ty tới đón ra khỏi cánh cổng lớn có cảnh vệ phía sau lại có chiếc xe đi theo đó là hai người vệ sĩ luôn đi theo như hình với bóng chiếc xe đi một mạch về phía đông tưởng tiểu thiên không biết hạ chú định đi đâu hỏi nhiều cô cũng chẳng buồn đoái hoài tới cậu nên thẳng thừng làm một vật may mắn ở bên cạnh cô thành bắc kinh đông phú tây quý biệt thự nhà họ nhiêu ở phía tây Thế nên, chiếc xe coi như đã đi xuyên qua cả thành phố. Khi chiếc xe đi vào khu phố tấp nập đúng lúc hạn chế giao thông nên dòng xe đi chậm hẳn, hệt một con ốc sên từ từ tiến, đỏ rực một con đường. Tưởng Tiểu Thiên ngồi ở ghế lái phụ, nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài vừa hay là địa bàn của Skyline, những kiến trúc cao chót vót, khu trung tâm thương mại xa hoa, những siêu thị nhập khẩu và xa xa kia chính là khách sạn Skyline và con đường thương mại phát triển về bốn phía cậu vô thức quay đầu ngó hạ chú cô ngồi ở ghế sau dựa đầu vào cửa xe mái tóc dài che đi quá nửa gương mặt nhìn từ góc của tường tiểu thiên cô như đang ngủ vậy cậu vô thức thở phào rồi ngước mắt nhìn lên màn hình lớn đóng trên tòa nhà skyline đang chiếu những hình ảnh liên quan đến sản phẩm mới của thương hiệu hát và ngôi sao đại diện tưởng tiểu thiên đang xem say xưa thì hình ảnh chợt thay đổi, chuyển tới thể hiện toàn bộ các lĩnh vực sản nghiệp của tập đoàn Skyline. Từ các sản nghiệp dưới quyền Skyline, cho đến cả việc khai thác mảnh đất phủ thân vương. Từ các bản đồ quy hoạch xanh lè, con phố đã từng khiến người ta nghe danh mà tim đập chân run thoát một cái đã thay ra đổi thịt trở thành một trong những khu phố đặc sắc trọng điểm của thành phố. Ngoài ra, còn có cả dự án bất động sản hàng đại.